Nghịch duyên giữa cha mẹ và con. Trong cuộc sống hiện nay, khi gặp phải nhiều điều bất như ý, do không rõ nguyên nhân và hiểu thấu những lỗi lầm mình từng tạo trong quá khứ, nên tâm tư càng thêm khổ não. Phật thường giảng về nhân quả trong nhiều bộ kinh, điều này có thực không dối. Khi ta gieo một hạt giống là nhân, lúc duyên hội đủ, chín mùi, thì sẽ kết quả. Bất kể là hạt giống thiện hay ác. Nếu như chúng ta nghe Phật giáo quá, ai cũng chịu tin nhận, y pháp hành trì, biết nhiếp tâm giữ giới, tịnh quá thân khẩu ý, thận trọng từ lời nói đến việc làm, niệm niệm đều thuần thiện, thì chắc chắn là người trong thế gian ắt sẽ chẳng gặp nhiều khổ nạn. Câu chuyện nhân quả có thực dưới đây đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về quả báo thiện ác luôn hiện hữu, theo ta như bóng theo hình. Có một phụ nữ trung niên mặt mày sầu khổ ủ ê, tia nhìn như không còn sức lực. Bà yếu ớt nói với tôi: "Quả Hồng, tôi có một việc nan giải mong cô chỉ bảo giúp cho." "Xin hãy nói đi ạ." Bà chỉ vào một ông tuổi trung niên ngồi phía sau mình giới thiệu: "Đây là chồng tôi, chúng tôi kết hôn xong thì sinh được một trai. Do công tác bề bộn, không rảnh để chăm sóc bé, nên đành giao nó cho bà ngoại trông nom giáo dùm. Do thằng bé được một tay bà nuôi khôn lớn, nên tình cảm giữa hai bà cháu rất nồng hậu. Bởi bà quá yêu cháu, nên cái gì cũng dành làm thay, chẳng cho nó mó tay vào làm việc chi. Dù thằng bé đã 8-9 tuổi đầu rồi, mà bà vẫn rửa mặt, chải tóc, tắm táp cho nó. Thậm chí khi bé đến 10 tuổi, lúc ăn cơm bà vẫn còn đút cho, khiến nó quen tật. Hễ không đút thì nó không ăn. Đến khi thằng bé 13 tuổi, bà ngoại sức khỏe ngày càng suy yếu, do tuổi cao có lòng mà không còn sức nữa, nên chẳng thể lo được cho cháu, đành phải giao thằng bé lại cho chúng tôi chăm sóc. Thằng bé suốt mười mấy năm nay đã quen kiểu sinh hoạt ỷ lại như thế rồi. Vợ chồng chúng tôi đã sớm nhận ra sai lầm này, nên rất lo. Cũng từng khuyên nhắc hai bà cháu, nhưng vô phương sửa đổi tệ trạng ấy. Sẵn cơ hội nhận cháu về, hai chúng tôi nhất quyết sửa đổi, uốn nắn thằng con lại, để nó biết tự lập, sống tốt hơn. Ngờ đâu, nỗi phiền muộn lại thi nhau ập đến khi chúng tôi phát hiện rằng hầu như mình vô phương sửa đổi con. Sáng dậy, nếu không thay y phục giúp nó thì nó chẳng thèm nhúc nhích. 13 tuổi rồi mà cả việc đánh răng rửa mặt chúng tôi còn phải phục vụ nó. Còn lúc dùng bữa, nếu không dâng thức ăn đến tận miệng thì nó không ăn, lẳng lặng ôm cặp đi thẳng đến trường học. Hiện giờ thằng bé đã 16 tuổi, nhưng chuyện rửa mặt, tắm gội, vân vân. Nói xin lỗi, thậm chí tới rửa đít cũng phải do cha mẹ nó hầu, phục vụ tất. Kể cho cô nghe mà chúng tôi thực xấu hổ, não lòng quá. Vì bây giờ tất cả hầu như vô phương sửa đổi rồi. Thế nhưng khi theo dõi cháu nơi trường lớp, thì thấy cháu cư xử với đồng bạn mọi mặt đều tốt, không có gì là bất thường. Vợ chồng chúng tôi rất buồn khi nghĩ đến các biểu hiện lạ lùng của con trai ở nhà. Cái mửng chờ cha mẹ mang áo đến khoác vào mới chịu đưa tay ra, cơm dâng tận môi mới há miệng, cũng chẳng thiết cầm đũa, không chịu mó tay vào làm bất cứ việc gì. Cái kiểu sống như ông hoàng, cứ ỷ người ra mà chờ hầu hạ như thế, thì tương lai làm sao nó có thể trụ vững trong xã hội, làm sao mà sinh tồn. Tôi và ba nó ngày nào cũng rơi nước mắt, khổ đến không thiết sống. Xin cô hãy cứu chúng tôi. Đối diện với người mẹ hình dáng tiều tụy, khổ đến không muốn sống, lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Quan sát cảnh cha mẹ dốc hết tâm huyết dưỡng dục con, tôi hiểu ra vì sao họ phải trả báo nặng như thế này mà không ngăn được thở dài. Càng thấm thía luật nhân quả đúng là không sai mảy may. Câu chuyện của họ
là bằng chứng sống thực, gióng lên hồi chuông cảnh báo, nhắc nhở tất cả mọi người. Vào thời xa xưa, có một tiểu thiếu gia con nhà đại phú quý, mẹ chàng hết dạ cưng yêu, nâng niu như châu ngọc. Bà chăm sóc con cực kỳ chu đáo, bắt kẻ hầu người hạ lúc nào cũng phải túc trực chung quanh. Ngoài bảo mẫu chăm sóc tiểu thiếu gia ra, mẹ chàng còn cắt riêng một nữ tỳ và một gia đồng để cùng bầu bạn chơi đùa hầu hạ chàng. Tiểu thiếu gia được hai tứ trai tứ gái này lúc nào cũng kề cận ứng hầu, nên chàng có cảm tình nồng hậu và tin yêu họ như thân nhân mình. Thời gian êm trôi, tiểu thiếu gia dần trưởng thành, đối với hai người hầu này lòng thương mến càng tăng, cho nên chàng rất ưu ái dung túng họ. Do vậy mà đôi nam nữ giúp việc này đã lợi dụng lòng tín nhiệm của thiếu gia, tha hồ tắc oai tắc quái. Họ làm rất nhiều điều giáo quyệt sai quấy, thường trộm tiền bạc vật dụng của chàng đem bán tiêu xài, ăn chơi cho thỏa thích. Số tài sản họ trộm của thiếu gia tính ra nhiều không kể xiết. Hai người hầu này chẳng có chút lòng hổ thẹn sám hối, ngược lại ngày càng bành trướng tính lương lẹo dối gian. Họ cùng lên kế hoạch sẽ quờ một mẻ to kết xù của thiếu gia rồi trốn đi. Nhưng mưu tính của họ chẳng được thành như ý nguyện. Thời gian trôi qua, bánh xe luân hồi dần xoay. Nhân như thế thì quả phải như thế. Đời này, đôi người hầu gian tham trộm cắp đồ của tiểu thiếu gia kiếp xưa đã thành là vợ chồng. Riêng tiểu thiếu gia thì đầu thai làm con họ. Sở dĩ họ phải nuôi con vất vả khác thường như thế chính là để trả báo lỗi xưa. Bởi họ thiếu nợ cậu quá nhiều, nhiều đến không thể nào tính xuể. Riêng người mẹ tiền kiếp của thiếu gia, đời này lại xin làm bà ngoại, vẫn còn lưu giữ niềm yêu thương sủng ái chàng hệt như kiếp trước. Phần đôi vợ chồng tôi tớ, đối với nữ chủ kiếp xưa nay thành là mẹ, tất nhiên họ luôn khép nép dâng lời, không bao giờ dám cãi bà. Hễ mẹ phán là chỉ biết có dạ dân. Sự kính nể trọng vọng dành cho bà luôn tiềm tàng nơi họ. Thấy bà ngoại quá cưng cháu, họ nghĩ đây là điều tự nhiên. Nhưng đến sau này khi muốn quản giáo con thì đã không còn kịp nữa. Do bởi nhân xấu ác đời trước họ gieo, sang đời này đa trổ quả, và đây chính là ác báo mà hai vợ chồng cùng phải gánh chịu. Nhìn người mẹ đang ngồi khóc nghẹn ngào, tôi dịu dàng khuyên: không nên oán hận con mình, càng không nên chán ghét cuộc sống, mà phải cam tâm tình nguyện đón nhận. Bây giờ đã hiểu rõ ngọn nguồn nhân quả rồi, thì hai vị nên chân thành ăn năn sám hối các tội mình đã tạo trong kiếp trước. Do xưa kia không làm tròn bổn phận người hầu, ngược lại còn tham trộm tài vật chủ nhân, chiếm đoạt quá mức để tiêu xài cho thỏa. Có ngờ đâu đến đời này vẫn phải hoàn trả lại hết đủ cả vốn lẫn lời cho chủ. Vì vậy mà khổ không kể xiết. Bắt đầu từ nay trở về sau, hai vị phải đến trước Phật chí thành sám hối lỗi xưa. Nhất định phải trì giới ăn chay. Hàng ngày vì tiểu thiếu gia kiếp trước tụng một bộ kinh Địa Tạng, dùng đây để hỗ trợ tăng thêm huệ mệnh phúc báo cho người. Đồng thời phải nài xin bà ngoại khuyên bảo cháu dùm: lớn rồi nên tự chăm sóc tự lo, nếu không chịu sống tự lập thì tương lai sẽ biến thành người vô dụng, thành kẻ phế thải trong xã hội. Nếu như bà ngoại đáp ứng chịu khuyên cháu thì con các vị nhất định sẽ nghe lời. Phần hai vị phải dốc sức sám hối tụng kinh, ăn chay tu sửa. Nếu làm được vậy thì cậu con ắt sẽ thay đổi nhanh thôi, bởi vì bản chất cháu vốn không phải biếng lười chẳng muốn làm, mà do chịu ảnh hưởng của nghiệp lực tác động chi phối nên mới không làm. Tôi nói xong rồi, phương thuốc hay đã đưa ra, phần áp dụng thực hành là của các vị. Nếu có thể làm được như lời tôi khuyên thì tất cả đều sẽ chuyển tốt. Câu chuyện nhân quả có thực này khiến lòng tôi trở nên nặng nề. Vì nghĩ đến hiện nay trên thế gian này,
Đã có bao gia đình gặp cảnh con cái bất hiếu, hút chích ma túy, sống giật giờ, suốt ngày đêm ngồi nơi quán nét, chẳng thiết về nhà. Những cảnh yêu sớm rồi phá thai, chưa kết hôn đã vội sống thử, sống chung. Ngoại trừ do ảnh hưởng giáo dục sai lầm và hoàn cảnh tệ lôi cuốn ra, liệu có nhân quả góp phần chi phối trong đó hay không? Thiết nghĩ, những vị làm cha mẹ nên tự kiểm lại bản thân khi vấp phải những cảnh nghịch ý trái lòng tương tự. Chính vì tạo ác nghiệp sẽ chiêu lắm khổ báo ập tới, nên tất cả chúng ta cần phải phát nguyện. Đời đời kiếp kiếp tuân giữ ngũ giới, tu thập thiện, làm tròn bổn phận, không tham không cầu, không ích kỷ tư lợi. Phải biết chúng ta đang lặn hụp trong lục đạo, cứ luân hồi dần xoay trong biển khổ sinh tử, rồi từ đấy kết thân kết oán, thiếu nợ quan nợ. Thực sự bạn vĩnh viễn trốn không được, thoát không khỏi lưới nhân quả giăng rất mật thiết tinh vi trong trời đất. Chỉ có tiếp thọ lời Phật dạy và y giáo phụng hành mới mong có ngày được giải thoát. Quả hồng. Nguyên nhân bất hạnh. Một ngày mùa thu năm 2001, một vị cư sĩ dẫn theo một cô khoảng chừng 30 tuổi, trông rất tiều tụy. Cô quỳ trước hòa thượng Diệu Pháp khóc mướt, không ngừng kể lể những bất hạnh của mình, quên hẳn hiện trường đang có mấy mươi khách. Sư phụ, con khổ quá nên mới nhờ hách cư sĩ dẫn đến đây cầu ngài chỉ giùm cho con đường sống. Từ nhỏ con là một đứa bé ưa cô độc, không thích đám đông, thường chơi một mình, đi dạo một mình. Có thể nói con là một con bé sống rất có quy củ, trách nhiệm. Nhưng năm 19 tuổi, con bị kẻ xấu cưỡng hiếp. Lúc ấy con đau khổ muốn tự vẫn, nên đã nghỉ học một năm. Hai năm sau con lại bị cưỡng hiếp nữa. Tuy kẻ ác cuối cùng cũng bị pháp luật trừng trị, nhưng tinh thần con hầu như suy sụp, chẳng còn học nổi. Năm 25 tuổi, cha mẹ cho con giao thiệp bạn bè, nhờ người giới thiệu cũng hết. Nhưng người bạn trai thứ nhất con quen gần một năm lại lừa gạt tình cảm con rồi bỏ đi. Năm sau con quen chàng khác, kết quả anh này cũng hành xử giống như người bạn trai trước. Con hầu như không còn niềm tin để sống nữa, khổ đến lúc nào cũng nước mắt đầm đìa. Xin sư phụ giải cho con hiểu. Số con vì sao quá bất hạnh, có cách nào chuyển đổi hay không? Sư phụ mời cô ngồi, ngài trầm ngâm một hồi rồi hỏi: Hôm nay vì sao con không trang điểm? Nghe hỏi vậy, cô có chút ngơ ngác, sau đó tỏ vẻ áy náy thưa: Dạ, bà Hách dặn con tới gặp ngài thì không nên trang điểm. Sư phụ nghiêm túc nói: Không phải ta hỏi vậy là trách con không trang điểm, mà muốn cảnh báo với con rằng đời này sở dĩ con gặp nhiều bất hạnh như thế, đầu tiên là do con quá chú trọng đến trang điểm. Bởi con luôn trao trĩa nhan sắc cho xinh đẹp, y phục lúc nào cũng phải đúng mốt, còn ưa mặc khêu gợi hở hang. Cho dù tính con ưa cô độc lập dị, nhưng thích được mọi người ngưỡng mộ nhìn ngắm mình, rất ưa quyến rũ nhãn quan người khác phái. Ta nói có đúng không? Cô gật gật đầu. Sư phụ nói tiếp: Dục vọng nam nữ ai cũng có, nên ta không trách chi. Nhưng mà bản chất phái nữ vốn yếu đuối, vì vậy con phải cẩn trọng tự bảo hộ mình. Người Trung Quốc có câu: Trao dung gợi dâm, khoe của mời cướp. Hàm ý thế này: có của phải khéo giấu, chớ nên khoe. Đừng ham phô trương chứng tỏ mình giàu, làm vậy là tự biến mình thành mục tiêu cho kẻ cướp ra tay. Nếu qua chú tâm trào trĩa làm đẹp, trang điểm mình cho lộng lẫy,
hoặc ăn mặc hở hang khiêu gợi quá mức, khiến người khác phái vừa nhìn là phát khởi niệm dâm, dục vọng hưng thịnh. Thế thì họ sẽ không thể tự khống chế, tất nhiên khởi ý xâm hại con. Cho nên, nếu đã nhận mình là cô gái sống có quy củ trách nhiệm, thì đúng ra con nên biết cách khéo tự bảo vệ mình, không nên ăn mặc hở hang kích khởi dâm tâm, ái niệm nơi người khác phái. Còn về phu thê, tất cả đều có duyên số và tùy thuộc nguyên nhân nghiệp lực đời trước nữa. Kiếp trước ai thiếu ai, ai nợ ai, nhất định đời này sẽ tìm đến, tức gặp nhau đòi nợ. Còn không thấy có những chàng trai anh tuấn cưới vợ dung nhan rất kém, hoặc có những mỹ nữ lấy chồng thiệt xấu hay sao? Cho nên tất cả nam nữ thiện lương trên đời tuyên không nên học đòi chân diện ăn mặc hở hang theo kiểu các ngôi sao điện ảnh, bởi vì trao chuốt hở hang sẽ gợi dâm khoe của là mời cướp. Nếu còn muốn trong tương lai mình có được gia đình hạnh phúc, thì phải luôn giữ tâm ý đoan chính trong sạch và thương niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Được vậy thì dù định mệnh an bài sẵn phù thế ác duyên, cũng có thể chuyển thành phù thế thiện duyên. Con nghe và hiểu lời ta nói chứ? Dạ, rõ ạ. Được rồi, cứ y theo đó mà làm. Chưa đầy một năm sẽ gặp lang quân như ý. Còn vận mệnh trước đây còn bất hạnh thế nào, việc này còn tùy thuộc vào nhân gieo tiền kiếp của con nữa. Bởi vậy mới có câu, muốn biết nhân đời trước, xem quả thọ đời này. Nhưng kể từ nay về sau, con phải giữ gìn ngũ giới, hành thập thiện, xem kinh sách cho nhiều, rồi từ từ sẽ minh bạch. Cô nọ vui vẻ dâng theo lời hòa thượng dạy. Nguyên nhân do đâu? Trước đây không lâu, gia đình bạn tôi di cư sang nước Mỹ. Sau đó vợ chồng điền nữ sĩ về nước thăm thân nhân. Bà rầu rĩ kể cho tôi nghe bệnh tình em trai điền kiệt của bà tại Mỹ. Hy vọng lần về nước này tôi có thể dẫn bà đến bái kiến hòa thượng Diệu Pháp, thỉnh giáo nguyên nhân bệnh. Cả nhà điền nữ sĩ đã quy y Phật từ năm 1993, một bề duy trì sự nghiệp hoằng pháp. Gặp sư phụ rồi, bà kể rõ về bệnh tình em trai mình. Điền Kiệt sang Mỹ làm được thẻ xanh rồi thì kết hôn cùng một cô gái Trung Hoa ở đấy. Mới đầu họ sống rất hạnh phúc, sau đó chẳng biết cớ nào mà Điền Kiệt khởi tâm nghi ngờ một đồng nghiệp rất tốt của anh, cho rằng người bạn X này đã dùng thiết bị điện tử điều khiển từ xa ngầm ám hại Kiệt, khiến anh đau đầu, toàn thân khó chịu. Do vậy Kiệt không dám đi làm, phải ở nhà. Nhưng anh luôn cảm giác bạn X đang dùng thiết bị điện tử ngầm tấn công anh. Kiệt nói nếu như không nhờ ngày trước mình có luyện khí công được chút công phu thì đã bị hại chết từ lâu rồi. Khi người khác hỏi vì sao bạn X muốn hại anh thì Kiệt nói là do ganh ghét tài năng với anh, vì trình độ vi tính của anh giỏi hơn. Bởi vậy mà Kiệt luôn lo lắng, ăn ngủ bất an. Anh dán giấy bạc đầy tường quanh nhà, nói phải làm vậy để ngăn thiết bị điện tử quấy nhiễu, còn chế tạo một hòm sắt to rỗng, có khí thông hơi, để khi ngủ thì vào đó nằm, lại còn che trên lót dưới. Nhưng nằm được mấy ngày, anh vẫn có cảm giác chống không lại thiết bị điện xâm hại. Thế là Kiệt bèn lấy một cái chậu bằng kim loại, úp trên đầu mình, rồi trốn dưới gầm giường, hoặc nơi xó góc. Tùy thời tùy chỗ, tùy theo lúc khủng hoảng cực độ. Tinh thần anh hầu như suy sụp. Bác sĩ nói Kiệt bị bệnh thần kinh hoang tưởng và kê thuốc cho anh. Nhưng Kiệt nhất quyết không uống, khăng khăng bảo là mình không có bệnh.
Điện nữ sĩ vô cùng lo lắng, sợ bệnh em trai sẽ phát nặng hơn, hậu quả khó mà nghĩ tưởng. Vì trong thân tộc bà đã có hai người, là chú họ và con trai của chú ba. Mấy năm trước đã bị bệnh thần kinh quan tưởng giống hệt như vậy. Kết quả, người chú họ đã tự sát. Riêng con trai chú ba tuy còn sống, nhưng lại trường kỳ nằm viện. Tuy sống mà giống như đã chết. Giờ đây chứng bệnh đó lại giáng lên đầu em trai bà, chắc chắn không thể nào dùng thuốc mà chữa khỏi được. Bà muốn thỉnh giáo hòa thượng, đây rốt cuộc là lỗi do đâu? Vì sao hai đời phụ huynh, cả ba người đều mắc phải quái bệnh giống y nhau? Vậy tương lai bệnh này có di truyền cho đời con cháu hay không? Hòa thượng bảo điền nữ sĩ: trong số tổ phụ con, có một vị là nhà văn, ưa viết tiểu thuyết kinh dị quỷ quái để tiêu khiển, vì hại trầm trọng cho biết bao độc giả. Những tác phẩm này đã khiến người xem sợ đến tim kinh thịt rung, còn sinh tật nghi thần, nghi quỷ, đêm hoảng loạn ngủ không an. Còn có nhiều thanh thiếu niên, sau khi xem xong tiểu thuyết này rồi, thì tâm bị khủng bố, lưu ảnh hưởng rất sâu. Có người đâm sợ bóng tối, đêm không dám ra đường. Thậm chí có người gặp hoàn cảnh đặc biệt, chẳng hạn như bị hiện tượng âm thanh nào đó làm kinh sợ, hoảng loạn đến phát bệnh và chết đi. Nhân như vậy thì quả như vậy. Bởi vì tiểu thuyết kinh dị này lưu truyền trong nhân gian, gieo hại nhiều đời độc giả, và cuối cùng quả báo đó quay lại hại đến con cháu của chính người viết sách nhảm. Sách nào được người ưa xem thì mật độ lưu truyền càng lâu. Song những loại sách thiện lành đem lại cho người tri thức an vui, giúp người tiến lên, hướng dẫn người sống hiếu thuận nhân nghĩa, quý trên nhường dưới, công chính liêm minh, tuân công giữ pháp, thì sẽ chiêu phúc báo lớn vì giúp cho phong khí xã hội thêm tốt lành. Ngược lại, nếu viết những điều tệ như các tiểu thuyết, tuồng kịch, truyền hình, phim ảnh chuyên tuyên truyền những nội dung khủng bố, sát dục, trộm cướp, dâm uế, vân vân, thì chẳng những làm hại xã hội đương thời mà còn di quả đến nhiều đời sau. Vì vậy, người cầm bút nhất định phải hiểu rõ nhân quả, không nên vì tham vui ham lợi nhất thời mà sáng tác nhảm, lưu lại độc phẩm cho người, di quả vô tận cho các đời con cháu. Phải biết, dù hiện thời họ có nổi danh, hưởng cảm giác khoái vui ngàn vạn, nhưng vô thường rồi cũng đến. Phút nhắm mắt, tất cả không đem theo được gì, chỉ mang theo nghiệp xấu và để lại tai họa nạn khổ cho đời sau lẫn con cháu. Hai người cũng như hai mình mà. Xin hỏi điền nữ sĩ, tổ bối của bà có ai từng viết tiểu thuyết kinh dị khủng bố chăng? Thưa, hoàn cảnh nhà con tương đối phức tạp. Hồi bé con biết rất ít, vì nguyên nhân chính trị nên gia đình bị ly tán mỗi người một phương. Do vậy mà chuyện về các bậc cố tổ con lại càng ít biết hơn. Lớn lên có lần con được nghe mẹ kể sơ qua một chút, nhờ vậy mà biết phụ thân mình xuất thân trong hàng danh gia vọng tộc, thuộc dòng dõi Thư Hương. Ông nội và ông cố con đều là học sĩ của Thanh Triều. Con nghe nói bà cô chúng con từng dịch tiểu thuyết kinh dị của một đại tác gia nào đó sang Trung Văn. Còn như ai viết tiểu thuyết khủng bố thì con không rành. Nhưng trong một gia đình mà đa số theo nghề viết văn, rất thích sáng tác tạo cảm giác mạnh, thì chuyện này chắc chắn là có. Con rất tin vào thuyết hòa thượng giảng lúc nãy, nếu không thì gia tộc con vì sao liên tục phát sinh các quái bệnh giống nhau như thế? Đã có ba người mắc phải rồi. Hiện tại lòng con rất lo, vì không biết bao giờ những tiểu thuyết khủng bố quỷ quái đó mới tiêu hết trên thế gian. Vậy thì chứng bệnh đáng sợ này há chẳng phải sẽ đời đời di truyền hành con cháu hay sao? Kính hỏi sư phụ, có cách gì cứu em con không? Có cách gì cấm chỉ chứng di truyền này không? Sư phụ mỉm cười đáp:
Con đừng lo quá. Tất nhiên là phải phá việc này. Nếu như không có biện pháp giải quyết thì chẳng phải khiến các con tăng thêm tâm bệnh ư? Lúc nãy ta nói là liên quan đến nhân quả, vì thực tế đã có người bị loại bệnh này. Kiếp trước của người bệnh nhất định cũng đã gieo ác nhân tương đồng như thế. Thế như họ đã từng dọa nạt làm người kinh sợ đến chết, cho nên đời này mới đầu thai vào gia đình tương tự, cùng dung nhập vào một gia tộc để gánh chịu báo ứng nhân quả ập đến. Bởi vì con đã biết và tin Phật Pháp, hơn nữa còn dốc sức hộ trì Phật giáo, cho nên đã tích phúc và kết Phật duyên được cho người nhà. Nhờ vậy mà em trai con có hy vọng hồi phục. Nhưng ắt là con chưa hoàn toàn ăn chay, phải không? Dạ đúng vậy, thưa sư phụ. Thế sau khi về con có thể ăn trường trai không? Không vấn đề chi, thưa sư phụ. Tốt, vậy con hãy tổ chức một pháp hội lễ sám tại chùa nhằm siêu độ cho những người do đọc các tiểu thuyết khủng bố kia mà bị tổn hại. Con hãy sám hối thay cho tiền nhân, cho những tác giả trưởng bối đã sáng tác các loại tiểu thuyết độc hại này. Sau đó thì bản thân con có thể ở tại nhà tụng liên tục 10 bộ kinh Lăng Nghiêm để hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, dùng công đức này tiêu trừ tội nghiệp cho tiền nhân. Được vậy thì từ nay trở đi trong gia tộc sẽ không còn ai mắc bệnh này nữa. Ngoài ra, hằng ngày nhớ cúng một ly nước trước Phật. Mỗi ngày con thành tâm tụng một biến kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm và tụng 3 biên chú Đại Bi, sau đó đem cho em trai con dùng thì tinh thần nó sẽ dần chuyển tốt. Điền nữ sĩ cung kính ghi những điều hòa thượng Diệu Pháp chỉ bày. Hiện nay Điền nữ sĩ đã quay về Mỹ. Do câu chuyện này có cảnh báo hay về nhân quả nên tôi viết ra chia sẻ cho quý vị tham khảo, và cũng hy vọng thông qua đoạn văn này nhắc nhở mọi người cảnh giác, cẩn thận lúc gieo nhân. Xin hồi hướng công đức này cho tiên sinh Điền Kiệt, cầu ông sớm lành mạnh. Quả Khanh. Nhân duyên giữa tôi và Bồ Tát. Việc này xảy ra vào cuối năm 2003. Lúc đó tôi làm hướng dẫn du lịch tại công ty Tâm Á ở Hải Nam. Hàng ngày tôi phụ trách lái xe đưa rước khách, chở họ tham quan đảo hay các thắng cảnh. Lúc đó tôi rất ưa tụng chú Đại Bi. Mỗi khi lái xe tôi thường mở đĩa tụng chú Đại Bi. Các du khách cũng rất thích nghe, đặc biệt là những người già, họ càng ưa dữ. Ngày ngày tôi mở nghe không biết chán. Đối với tôi mà nói, chẳng cần học thuộc chi, tôi nghe mãi đến nhuyễn nhừ, cũng thường lẩm nhẩm tụng theo nơi miệng. Đây có lẽ là thiện căn nhiều kiếp. Có lần tôi đi du ngoạn phố cổ Phượng Hoàng ở Hồ Nam và ở chơi tại đây 3 ngày, sau đó chuẩn bị ra phi trường đắp máy bay về nhà. Sáng hôm đó khí trời không tốt, mưa xối xả. Tôi bận lo thuê xe, tài xế đòi giá 350 đồng. Sau đó chúng tôi cùng đi ra phi trường. Dân Hồ Nam ai cũng biết, tuy cảnh ở đây có núi non xinh đẹp, nhưng nếu mưa lớn sẽ tạo thành chướng ngại tai ách cho lữ khách. Nghĩa là lái xe mà gặp lúc trời mưa thì cực kỳ nguy hiểm, vì bùn đá trên núi chảy xuống sẽ gây sạt lở hoặc làm tắc nghẽn đường, không những cản trở giao thông mà còn làm cho xe tan người mất. Tôi là khách viễn phương nên đâu có rành gì chuyện ở đây. Hễ lên xe rồi thì ngồi nhắm mắt lại, lòng không ngừng tụng chú Đại Bi. Tôi rất ưa tụng chú, không có bất kỳ mục đích chi, cũng chẳng để cầu gì, chỉ tụng theo thói quen, hễ rảnh là tụng vậy thôi. Cũng chẳng hề biết là tụng chú sẽ đem đến cho tôi điều hay gì. Tóm lại,
mang tâm tư hoan hỷ, tôi cứ tụng chú Đại Bi không ngừng. Cũng có thể nói là có lẽ chú Đại Bi đem đến cho tôi cảm giác bình an khoái lạc. Thế thôi. Từ phố cổ Phượng Hoàng đến phi trường đi mất 3 tiếng. Khi xe rời Phượng Hoàng được 40 phút thì xảy ra chuyện. Do đất cát trên núi bị mưa lớn tạo thành dòng chảy mạnh mẽ, khiến đất đá rơi ào ạt xuống, còn nhắm thẳng vào xe chúng tôi công phá, khiến mặt trước và sau của xe đều mốc nát. Kính xe bị dở, xe hư hại nghiêm trọng. Nhưng may mắn là tôi và tài xế bình an. Lúc đó trong lòng tôi hoàn toàn không có chút sợ hãi, còn nghĩ thầm. Hôm nay số mình thật hên, gặp đại nạn hiểm ác mà thoát khỏi, không bị mạng vong. Vài năm sau, nhờ nghiên cứu Phật Pháp mà tôi hiểu rõ. Té ra không phải số tôi may gặp đại nạn được thoát chết, mà chính nhờ Bồ Tát Quan Âm đã âm thầm gia hộ. Ngài biết mệnh tôi có nạn này và đã cứu sống chúng tôi. Vì trong chú Đại Bi từng giảng, Bồ Tát Quan Thế Âm phát đại nguyện cứu chúng sinh, khi đó Ngài từ sơ địa thăng lên thập địa. Ngàn mắt ngàn tay là biểu hiện cho lòng đại từ đại bi của Bồ Tát Quan Âm. Nhìn thấy chúng sinh ở đâu bị khổ nạn thì Ngài đến đó trợ giúp. Trong kinh nói, nếu ai chí thành tụng chú Đại Bi thì sẽ luôn được Bồ Tát Quan Âm gia hộ. Điều này là ngàn chân muôn thật, tuyệt đối chẳng nên hoài nghi. Có lẽ bạn không tin, và cho đó là tình cờ mà tôi được bình an. Vậy thì tôi xin kể một chuyện nữa, để chứng minh là Bồ Tát có ngó đến tôi. Chuyện mới xảy ra gần đây, con gái tôi thì lên cao trung, tuy thành tích học tập thuộc loại trung bình, nhưng nó rất chăm học và có chí. Nó luôn ao ước mong được thi vào ngôi trường nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Vì chúng bạn hiền lương phẩm hạnh cao, chim nương loan phượng cũng bay xa. Nếu gặp môi trường hoàn cảnh tốt, thì việc học tập và phẩm hạnh sẽ được thăng qua. Trước lúc thi, con gái tôi hướng giáo sư chủ nhiệm trình bày chí nguyện và điền tên ngôi trường nó muốn thi vào là Trung học chuyên khoa Thượng Hải. Đây là một ngôi trường nổi danh, tiêu chuẩn tuyển sinh rất cao, rất khó thi vào. Giáo sư vừa xem qua đã trợn mắt kinh ngạc. Ông dòm nó từ đầu tới chân, rồi bảo: chắc trò bị điên rồi. Thành tích học tập bình thường như trò, không vào nổi trường này đâu. Vì vậy, ông thẳng thừng từ chối. Nhưng con gái tôi không chịu thua, nó lại điền tên một trường khác, cũng ở trung tâm thành phố, nhưng tiêu chuẩn chiêu sinh cực kỳ khắt khe và khó hơn ngôi trường trước đó nữa. Trường này hoàn cảnh học tập cực kỳ thượng đẳng, quy tụ toàn giáo sư giỏi, phẩm hạnh tư cách rất cao. Đã có nhiều danh nhân xuất sinh từ trường này, nhiều gia tộc tiếng tăm lẫy lừng cũng cho con theo học trường này. Giáo sư chủ nhiệm thấy nó ghi như vậy thì nghĩ là bệnh điên của nó đã hết thuốc chữa, bèn phán: thôi được, cho trò toại nguyện. Dù sao ta dám khẳng định là trò chẳng thi vào đây nổi đâu. Nhưng thôi, cứ cho trò mơ mộng hảo một chút vậy, có tội công cũng ráng mà chịu nghe. Con tôi về nhà lòng rất không vui, nó uất ức khóc kể với tôi: ba à, giáo sư chủ nhiệm khinh thường con, ổng cười nhạo khi thấy con ghi tên thi vào ngôi trường đó. Nhưng thực sự là con có cố gắng, con đã phấn đấu không ngừng mà. Hu hu. Tôi dỗ về an ủi nó: con gái cưng à, cổ nhân thường nói có chí thì nên, còn có hoài bão cao thì chịu khó siêng năng học tập nhất định sẽ được như nguyện mà. Đây gọi là đạo trời bù đắp cho người có lòng. Bà hứa sẽ hỗ trợ vì con làm nhiều việc thiện, rộng tích âm đức để hồi hướng phúc lành đến cho con. Suốt thời gian con bé thì tôi giữ đúng lời hứa. Thường ngày cứ 2 giờ sáng là tôi thức dậy tụng kinh niệm Phật. Nhưng mấy ngày này
tôi phải vì con bé cung kính tụng kinh Kim Cang. Nguyện đem công đức này đặc biệt hồi hướng cho nó. Bởi kinh Kim Cang là khai mở đại trí huệ, tôi hy vọng con gái mình sẽ tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng phúc huệ, được Phật gia hộ. Vào khóa tụng tối, tôi chí thành tụng chú Đại Bi nhất tâm nhất ý, cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia trì cho con bé, khiến nó được toại nguyện. Một tuần trước khi có kết quả thi, tôi nằm mơ thấy Bồ Tát Quan Âm báo mộng, nói con tôi thi được 597 điểm. Sáng ra tôi lập tức báo tin mừng này cho vợ và con hay. Bọn họ chẳng ai chịu tin. Con gái tôi còn nói: lần này thi đậu hay không, con chẳng dám nghĩ tới nữa. Vì môn văn con làm chẳng đạt lắm. Có thể điềm mộng này là trái ngược với thực tế đó ba. 7 ngày sau, con tôi lên mạng kiểm tra điểm thi, trong lòng cực kỳ lo sợ, tìm nó đập như trống trận. Có thể dùng câu đảm chiến tâm kinh diễn tả nỗi hồi hộp giống như ra pháp trường để mà hình dung. Nhưng nó đã thấy rõ trên màn hình vi tính điểm số mình hiện ra rất cao, môn ngữ văn dư hơn 15 điểm. Tôi bảo: bỏ lấy bản tính ra cộng hết lại thử xem. Sau một hồi cộng tính, đúng y chang 597 điểm, không thừa không thiếu. Tôi vội nhắc: còn có nhớ tuần trước bà đã thông báo cho con kết quả như vậy rồi không? Bồ Tát Quan Âm đã báo mộng, nói con thi đậu được 597 điểm mà. Lúc này hai mẹ con cùng ngây người một lúc, sau đó thì mừng vui cực điểm. Cả nhà vui đến không gì có thể diễn tả, bởi nguyện vọng thi vào trường cao cấp ở trung tâm thành phố của con bé đã đạt thành. Con gái tôi mừng đến nói không thành lời, nó cứ ấp úng: ba ơi! Tôi bảo: hãy mau đến lễ tạ Bồ Tát Quan Thế Âm. Cả nhà chúng tôi dội đi thắp hương lễ bái. Tôi lễ ngài trăm lạy, bày tỏ lòng tri ân vô cùng. Bản thân tôi hàng ngày niệm Phật 15 tiếng đồng hồ, khóa tối thì đọc văn phát nguyện của chú Đại Bi, sau đó tụng năm biến chú Đại Bi, rồi niệm A Di Đà Phật, tiếp theo là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Trên đời không có may mắn nào vô duyên vô cớ, còn người ta gặp lúc quan trọng, nếu không nhờ phúc đức mình gia hộ cho thì chỉ có nương vào quý nhân tương trợ. Tôi là một phàm phu nhiều tội lỗi, nghiệp chướng sâu nặng, phúc mỏng quệ bạc. Nếu không có Bồ Tát Quan Thế Âm cứu, thì mạng tôi sớm đã đi đời, trôi lăn trong ác đạo thọ khổ. Hiển nhiên có thể thấy, quý nhân của tôi chính là Bồ Tát Quan Thế Âm. Đây cũng thực sự chứng minh uy thần oai lực không thể nghĩ lường. Ngàn xứ cầu, ngàn xứ ứng, thuyền từ độ khắp chúng sinh trong biển khổ của Bồ Tát. Tôi đem kinh nghiệm có thật của mình chia sẻ là mong các pháp lữ đối với Bồ Tát Quan Thế Âm tăng thêm lòng tin. Gặp thời điểm quan trọng nguy cấp, hãy chí thành khẩn cầu ngài gia trì cho. Phải tin sâu không nghi, dốc lòng niệm danh ngài để dẹp trừ tạp niệm vọng tưởng, giúp tâm trong lặng thành một phiến, không nên có tạp niệm loạn cuồng. Trong kinh Đại Bi có giảng, nếu người phát nguyện hàng ngày tụng khoảng 5 biến chú Đại Bi, có thể giúp tiêu trừ 100.000 vạn ức kiếp sinh tử tội nặng. Lúc lâm chung, tùy nguyện giáng sinh, thậm chí có thể đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu lời nguyện này không viên mãn, ngài tuyệt chẳng thành Phật. Nếu người phát nguyện hàng ngày tụng khoảng 5 biến chú Đại Bi, lúc lâm chung mà đọa vào 3 nẻo ác, ngài vĩnh viễn chẳng thành Phật. Bồ Tát Quan Thế Âm thực ra sớm đã thành Phật, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Lời ngài hoàn toàn chân thực, không dối. Cư sĩ Lâm Long Đạt. Lời người dịch: bài viết này thực cảm động, trong đây tràn đầy lòng từ bi Phật dành cho chúng sinh và tình cha thương con. Nếu bạn muốn nói là
Phật từ bi vì sao đời chúng sinh kêu cầu niệm danh mới cứu? Cũng giống như mặt trời mặt trăng tỏa ánh sáng dành cho tất cả. Nhưng ai muốn đón nhận thì phải mở cửa. Nếu cứ đóng chặt cửa thì ánh sáng không thể chiếu vào. Các đài phát thanh truyền hình, kênh nào cũng chiếu phát cho ta xem, nhưng ta phải bật đúng tần số mới xem được. Tương tự vậy, muốn giao cảm với chư Phật Bồ Tát thì phải niệm danh. Trong thời gian niệm đó, tâm ta tạp loạn ngừng, trí thanh tịnh, thì việc kết nối giao cảm với chư Phật mới được dễ dàng. Đó là lý do phải niệm danh Ngài là vậy. Còn người cha trong đây là một đệ tử Phật điển hình. Thông thường, nếu người không biết đạo, thường chạy theo vật dục tài sắc và ít quan tâm đến con cái gia đình. Nhưng người cha trong đây, ngoài việc tự tu niệm còn rất quan tâm thương yêu con. Còn đi thi, cha phát nguyện tu thân hành thiện, tạo phúc tích âm đức để hồi hướng cho con. Vì vậy, khi thành đệ tử Phật, đời sống con người dù chưa xuất gia vẫn hạnh phúc nhiều. Vì nhờ quyết tâm giữ gìn giới cấm, chồng vợ cư xử thủy chung, gia đình thuận hòa êm ấm, cuộc sống chan chứa tình yêu thương, do không tạo ác, trong lòng thuần thiện, nên họ được hưởng phúc lạc ngay trong hiện đời. Đây chính là lợi ích của những gia đình Phật hóa. Niềm đau tuổi nhỏ. Hồi lớp 5 tiểu học, tôi ngủ gần dòng sông Đàm Thủy, Đài Bắc. Chúng tôi gồm 3 đứa cùng học chung. Hai bạn tôi, một đứa họ Trịnh, một đứa họ Trần. Tan học rồi thì đến bên sông Đàm Thủy bắt cua. Bắt được cua thì bẻ càng bẻ chân nó mà chơi đùa, rất là khoái chí. Cứ nghịch như thế, cuối cùng thì dùng đá đập chết cua. Hôm đó trò chơi kết thúc. Ba thằng nghịch chán rồi thì quay trở về nhà. Hai bạn tôi đi trên đường nhựa, còn tôi thì bước phía trong, mé bên lề cỏ. Đang đi mãi miết thì tôi bỗng thấy trước mặt có sợi dây lạ rất đẹp, liền vội chạy đến nhặt lên xem. Hóa ra đó là một con rắn. Thật đáng sợ! Tôi kinh hãi ném vội con rắn đi và lo nhảy tránh. Con rắn cũng không cắn tôi, mà dội bò ra xa. Nhưng tôi lại nổi tức, nên lượm cục đá lên chọi vào con rắn. Thằng bạn họ Trần đứng cạnh tôi nhắc nhở. Gặp rắn mà không đập cho nó chết, tối về nó sẽ tìm mày đó. Vậy hai đứa bay phụ ta đập nó nha. Thằng bạn nói. Đập rắn phải nhắm vào đốt thứ bảy. Tôi cho rằng đó chính là chỗ trái tim nó. Đánh đập con rắn như tử cho đến chết queo, rồi dương dương tự đắc về nhà. Bạn nghĩ việc này đến đây là xong rồi ư? Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng nó chưa kết thúc. Các vị, ông bà mình chết rồi, vì sao phải cúng bái? Bởi vì họ có đời sau. Bạn hy vọng họ được siêu, không phải làm quỷ. Chúng ta đều tin người chết rồi còn có đời sau. Các vị, một con thỏ, một con kiến, một con rắn, chết rồi có đời sau hay không? Có đấy, chắc chắn là có, 100% lận. Nhưng ngày xưa chúng tôi không hề biết điều này, cho nên sau khi tôi đập chết con rắn rồi, rất tự hào khoái chí mà đi về. Nửa năm sau, tôi lên lớp 6 trung học. Tôi có 2 người anh cả lớn hơn tôi 2 tuổi, anh thứ lớn hơn 1 tuổi. Lần nọ tôi cùng anh cả giành đồ chơi, không nhớ tôi đã mắng anh ấy câu gì mà anh nổi cơn thịnh nộ. Anh em tôi xưa nay chưa từng gây cãi hay đánh nhau. Anh ném tôi vào tường, ra tay đánh rất dã man. Anh hung tợn đấm vào ngực tôi tới độ tay anh nứt tét, lòi xương ra. Lúc này anh mới sực tỉnh và hét lên một tiếng thảm thiết vì thấy tay mình xương cốt nứt tét. Khi đó toàn thân tôi ê ẩm, đau đớn vô cùng. Tối đó chúng tôi về, bị mẹ vặn hỏi, cả hai đứa đều chẳng dám khai thật.
đồng nói là bị dấp té rồi va vào tường. Anh đi bệnh viện, tôi cũng đi bệnh viện. Kể từ ngày đó, ngay năm đầu trung học, tôi đã bị cơn đau hành. Đau đến mấy tuổi? Xin thưa, tôi đau đến 35 tuổi. Suốt thời gian này, chỉ cần tôi vừa nổi giận hay uất ức, bao gồm bị cha mẹ la mắng, là tôi khởi đau liền. Mỗi lần tôi lên cơn đau, anh tôi nhìn tôi buồn rầu áy náy. Vì vậy anh rất ít khi nói chuyện cùng tôi. Anh cảm thấy mình rất có lỗi. Nhưng tôi hoàn toàn không hiểu nguyên nhân cơn đau này. Mãi đến trước khi tôi xuất gia một tháng mới rõ nguồn cơn. Tôi có một người bạn, anh ta có mắt âm dương, nghĩa là nhìn được cả hai cõi sống và chết. Anh không phải là Phật giáo đồ, nhưng mà giỏi vậy đó. Người ta thì nhìn thấy thần, còn anh thì thấy được quỷ. Anh rất độc đáo đó nha. Lần nọ tôi đang đi bên cạnh anh, tôi kể là tôi sắp xuất gia và nói sau này tôi sẽ không còn đi chơi cùng anh nữa, vì sắp cạo đầu rồi. Anh bạn tôi có khả năng ngoại cảm, nhìn thấy những điều mà mắt thịt chúng ta nhìn không thấu, nên anh bảo tôi: "Ôi cha, chú mày thường đau ở tim, nơi vùng ngực, đau ghê lắm phải không?" "Dạ phải." Anh nói: "Tôi thấy có một con rắn hung tợn đang cắn xé ở đó, đây chính là nguyên nhân đau đớn của chú." Tôi bảo: "Anh nói nhảm rồi, rắn nào mà cắn em chứ hả? Đây là do hồi nhỏ anh cả đánh em tạo thành nội thương mà." Anh mỉm cười bảo: "Điều này chú không biết đâu." Tôi thầm nghĩ, đâu phải anh ta nói gì cũng đúng. Nhưng thực lạ, anh vừa dứt lời thì tim tôi bắt đầu đau. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Bình thường phải có lý do gì đó tôi mới phát đau, nhưng bây giờ anh vừa nói xong là tôi cảm thấy đau. Anh liền hỏi: "Trong đời chú có từng giết qua con rắn nào không?" "Dạ có." Tôi vừa đáp xong thì cảm thấy tim đau nhói lên. Anh giải thích: "Điều này rất dễ hiểu. Thực ra con rắn đó sau khi bị chú giết chết rồi, nó đọa vào cõi quỷ, vẫn mang hình hài rắn." Ngực tôi liền đau kinh khủng. Nghe anh giải thích như thế thì cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Con rắn đó từ lúc vô duyên vô cớ bị tôi đập chết đi rồi thì nó liền đầu thai vào cõi quỷ. Nếu như nó đầu thai làm rắn thì nhiều nhất là gặp tôi nó mổ cho một phát. Nếu đầu thai làm chó thì nó gặp sẽ cắn tôi, kết ác duyên cùng nhau. Nhưng con rắn này vừa đầu thai vào cõi quỷ, ngay lập tức đã có thể báo thù. Nó báo thù thế nào ư? Tức là hồi năm đầu trung học, như tôi đã kể, anh tôi vì một chuyện vặt vãnh nhỏ xíu mà đánh tôi một trận như tử. Theo như lời anh bạn tôi giải thích, thì đó là do hồn quỷ con rắn ấy đã gá vào tay phải anh tôi. Bởi hồi ban sơ chính tôi đã dùng tay phải cầm đá đập con rắn chết. Tôi đập bao lần thì khi báo thù, con rắn đã mượn tay phải anh cả tôi, dồn lực hận vào đó rồi quánh cho tôi ăn đòn lại. Nó đã khiến anh cả đấm vào ngực tôi đến tay anh nứt tét, mà bản thân anh cũng không hề hay biết. Vì vậy mà tôi bị nội thương. Lý do vì sao tôi bị đau suốt hai mươi mấy năm cuối cùng cũng đã hiểu rõ. Sau khi minh bạch sự việc rồi, tôi liền quỳ xuống. Anh bạn ở bên cạnh cũng phụ giúp tôi lập cách siêu độ con rắn, nhưng không có tác dụng gì. Thế là tôi lại quỳ xuống và quán tưởng như có con rắn đang ở trước mặt mình. Tôi cúi đầu trước nó, thốt lời ăn năn xin lỗi như thế này: "Thưa bạn, tôi không hề biết là bạn đã đau đớn nhiều như thế. Không hề biết là khi tôi giết bạn rồi, bạn trở thành thống khổ như thế. Tôi hiện cũng rất khổ tâm
vì lỗi lầm thời thơ ấu ngu si đã làm hại bạn. Giờ phút này, tôi xin cúi đầu thành tâm nhận lỗi trước bạn. Ngày xưa tôi dùng đá đập bạn bao nhiêu lần, thì ngày nay tôi xin khấu đầu trước bạn ngần ấy cái. Tôi khấu đến đầu sưng lên chảy máu. Sau khi tôi dập đầu tạ tội xong, tôi liền phát nguyện. Kể từ nay trở đi, tôi tuyệt đối không bao giờ sát sinh hại mạng. Kể từ nay trở đi, tôi tuyệt đối không bao giờ nổi giận. Lúc đó tôi cũng vừa sắp xuất gia, nên tôi phát thệ như vậy. Khi đó tôi chỉ biết tụng Bát Nhã Tâm Kinh và hồi hướng. Xong xuôi tôi đứng dậy thì bỗng thấy trọn cả lồng ngực và con tim trở nên mát mẻ dễ chịu, hết đau, thoải mái cực kỳ. Kể từ ngày hôm đó đến nay, tôi hoàn toàn không còn bị hành đau đớn gì nữa. Chư vị, đối với tôi mà nói, một lỗi lầm tưởng là cỏn con này không ngờ lại có ảnh hưởng trầm trọng, gieo đau đớn cho xác thân tôi suốt mấy mươi năm, chỉ vì lỗi giết một con rắn. Có đáng sợ không? Rất đáng sợ. Vì vậy quý vị hãy cẩn thận, đừng tạo nghiệp sát sinh nhé. Tôi xin kể thêm một chuyện nữa. Ông hàng xóm hung dữ. Đây là chuyện tôi nghe bà nội kể. Người trong cuộc hiện vẫn còn sống, hơn nữa đang cư ngụ tại Cố Hương năm đầu, ở cách vách nhà tôi. Nội dung câu chuyện là thế này. Ông hàng xóm kế nhà tôi có ba anh em, thảy đều tàn tật. Một người điếc, một người câm, một người què. Thân phụ của họ hồi xưa cũng là láng giềng bà nội tôi. Nghe nói tính ông nóng nảy ác độc, ưa hành hạ ngược đãi loài vật. Do ông sinh ba trai đều bị tàn tật cả, nên rất phẫn nộ bất bình, oán trời trách đất. Vì quá thắc mắc, nên một ngày nọ, ông đi hỏi thần để tra cho rõ nguồn cơn. Cuối cùng được đáp án thế này. Nguyên nhân là hồi xưa lúc chưa kết hôn, nhà ông có nuôi một con heo nái đang mang thai. Nó sổng chuồng chạy đi. Vốn tính hung bạo, sẵn trên tay đang cầm con dao phẳng cỏ, ông liền vung lên bổ vào con heo nái. Con heo kêu thất thanh thảm thiết, ngã lăn ra giãy đành đạch, phun máu mạng vong. Ổ heo con trong bụng cũng tuôn máu đầm đìa và chết luôn. Xem như một đau của ông kết liễu tới mấy mạng. Do ông đã gieo gốc quả bắt nguồn từ đó, vì vậy mà ngày nay sinh liên tiếp ba trai đều tàn tật. Đứa con bị điếc của ông hiện giờ cũng là láng giềng ở quê tôi. Sau này cũng sinh ra ba trai thì đã có hai người bị lãng tai, nghển ngãng. Chỉ còn duy nhất một người là bình thường. Riêng ông này biết ăn chay trường và rất siêng năng bái Phật. Nghe nói phần hai anh em lãng tai kia, con cái họ sau này cũng bị ngũ quan khiếm khuyết, tay chân tàn tật. Qua câu chuyện này có thể thấy quả báo sát sinh rất đáng sợ. Theo lời bà nội tôi, câu chuyện nhân quả này là ngàn thật, muôn thật. Tạp chí Thánh Đức số 44 ngày 15 tháng 1 năm 1983. Tăng Chánh Huệ. Quán nhậu Long Hồ. Tốt nghiệp phổ thông xong, được người giới thiệu, tôi vào làm phục vụ bàn tại một nhà hàng có tên là Quán nhậu Long Hồ. Quán nhậu này là một nơi thuộc vùng thâm sơn, cây cối sầm uất, có rất nhiều dã thú. Ông chủ quán họ Vi được xem là vua kinh doanh, vì ông mưu trí, khéo tính toán đầu tư, nhờ vậy mà hái được lắm tiền. Ông treo bảng bán thịt thú rừng, chào hàng bằng mấy từ đặc sản thôn quê, quyến rũ. Thực khách tìm tới đông nghịch. Quán càng mở rộng quy mô, tìm lão Vi càng phát tợn, khắp xa gần đều biết tiếng. Quán có món đặc biệt tên Long Hổ Đấu, gồm thịt đại mãng xà nấu chung với mèo rừng mà đặt thành,
và chẳng mấy chốc biệt danh này thành tên gọi của quán. Cứ kiểu đó, mèo rừng và mãng xà khắp vùng phụ cận đều gặp quả ương. Do ông chủ Phi luôn thu mua giá cao hơn người, nên nhiều dân làng hám tiền, sẵn sàng liều mạng xông nước hiểm nguy, mò vào chốn thâm sơn vắng bóng người để tìm hàng cung ứng cho lão chủ. Cái sân phía sau tiệm ngày nào cũng nồng nặc mùi máu tanh, tiếng rên la thảm thiết không ngừng vang vọng vào tai. Một hôm lão Vi mua được con mãng xà khủng dài 6 mét, mật độ 1,5 tấc, có vảy óng ánh sắc hoàng kim pha chút bạc. Nghe nói đã có rất nhiều người mất mạng vì tìm bắt con mãng xà này. Nhìn vóc dáng đồ sộ của nó, có thể đoán nó là vua mãng xà. Con mãng xà nằm mê man một ngày mới tỉnh lại. Lão Vi tiến đến gần lồng sắt, nói: "Hờ, ngó bộ người đỉnh đạt uy phong nên ta tạm thời chưa giết, cho ngươi lưu mạng sống thêm mấy ngày nữa." Mãng xà hình như nghe hiểu, nó ngóc đầu lên cao, đột nhiên há to miệng phun ra một bãi nước miếng hôi tanh nồng nặc vào mặt lão chủ. Do lão không kịp đề phòng, chỉ biết hét to một tiếng thảm thiết rồi quay mình bỏ chạy. Chúng tôi nghe lão rống cũng vội chạy tới, dùng nước sạch rửa mặt cho lão. Nước miếng mãng xà có tính ăn mòn tiêu hủy cao, nếu như cứ chữa không kịp, chắc chắn sẽ lưu thẹo lỡ lối. Lão Di đung đung nổi giận, nhấc ngay nồi nước nóng, dội vào chuông mãng xà. Trút giận xong rồi, lão hung tợn nói: "Nếu chẳng phải do tốn tiền mua mi cao giá, thì ông đây đã bấm vằm mi ra cho hả giận. Hừ, giờ ông sẽ cho mi sống không bằng chết, rồi nửa tháng sau sẽ làm thịt, đem mi ngâm rượu mừng sinh nhật 40 của ông." Từ ngày đó trở đi, mãng xà bị nhốt đơn độc trong chiếc lồng to nơi góc giường, không cho ăn uống. Thỉnh thoảng ông còn ngược đãi, hành hạ chửi mắng nó ôm sòm. Ngày nào cũng cho giết mổ đồng loại nó, còn lột da xẻ thịt các con vật ngay trước mặt nó để thị uy. 7-8 ngày trôi qua, con đại mãng xà vẫn không khuất phục. Hễ thấy lão chủ là dương mắt thịnh nộ, há mồm nhe nanh. Mỗi lần đến gần lòng nó, ai cũng đều có cảm giác bất an khủng khiếp. Lại mấy ngày nữa trôi qua, bỗng xảy ra chuyện. Con đại mãng xà trong lòng không cánh mà bay, chẳng thấy tăm hơi tung tích. Lão chủ vừa nghe tin này thì mặt mày tái nhợt, hai mắt trợn ngược. Lão đến bên cái lòng nhìn trừng trừng quan sát, thấy lòng vẫn còn nguyên vẹn, không có chút tì vết hư hại, chung quanh không có khe hở nào. Lão đoán, trừ phi có ai đó cố ý thả nó ra, nếu không thì chắc chắn con mãng xà khủng này không thể nào thoát. Lão chủ tức tối quay đi, hằng học nói: "Ai? Là ai thả nó ra hử? Khôn hồn thú nhận thì không sao, chứ để ông đây mà điều tra ra được thì ông sẽ lột da sống cho coi." Chúng tôi đều sợ run người, cùng xúm nhau thề thốt là mình không có làm vậy. Lão chủ mặt mày thiểu não, ông quay lại cái lồng sắt quan sát tiếp tục, cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ con đại mãng xà đào thoát. Có hai thanh sắt khe hở tương đối lớn, xem ra mãng xà đã thoát bằng đường này. Chúng tôi bàn tán cả buổi, cuối cùng đành phải thừa nhận hiện thực trước mắt. Đúng là thân thể con mãng xà này có tính co giãn biến quá cực cao, quá giỏi luồn lách. Khe hở nhỏ xíu như vậy mà vẫn chui ra được. Vì muốn tự do, nó có thể kham nhẫn mọi thống khổ ngoài sức tưởng. Lão chủ sau khi xả xuống bắp, trút thịnh nộ xong, thì ngó bộ đã nguôi ngoai, không còn nói năng gì nữa. Khoảng hơn 2 giờ sáng, chúng tôi ai nấy đang ngủ say sưa thì bị những tiếng thét kinh hoàng làm cho tỉnh giấc. Tôi giật mình nhổm dậy, phóng ra sân quan sát tình hình. Vừa nhìn cảnh trạng, tôi đã hồn phi phách tán. Dưới ánh trăng sáng, tôi thấy có mấy mươi con mãng xà bò đầy sân. Có con trườn từ ngoài cửa sổ vào. Thuở giờ tôi chưa từng chứng kiến cảnh mãng xà hành động tập thể như vậy.
Bình thường thấy đám mãng xà trong quán đều có vẻ đầu ngu não ngốc. Nhưng hiện thời trước mắt tôi, những con đại mãng xà này trong bộ dạng rất khôn ngoan và đang bừng bừng lửa giận, thịnh nộ khó nguôi, khí thế cực kỳ hung hãn. Tôi vội hét lên báo động khắp. Mau thức dậy chạy mau, bầy mãng xà đang bò vào nhà kia kìa. Âm vang kinh hoàng của tôi gây náo động cả một vùng. Chớp mắt, mấy con rắn đã bò tràn lan chung quanh. Nhiều con trườn đến bao vây phòng lão chủ, kín tới không còn khe hở nào. Trong quán, mấy bếp sư và quả đầu quân vốn giỏi việc, vì họ từng ra tay giết vô số mãng xà, do thạo nghề quen ứng phó nên họ không hãi hùng lắm. Dù có chút sợ thoáng qua thì họ cũng nhanh nhẩu chụp khiết cụ truy bắt các mãng xà để giết. Sau một trận đấu đánh dữ dội, đã có mấy người rời nhà chạy ra sân. Mãng xà vẫn ung dung tấn công, vài con xông thẳng đến phòng lão chủ giống như là đến tiếp diện vậy. Xem ra trọng điểm mãng xà muốn tấn công chính là phòng lão chủ. Do cửa sổ mở nên có mấy con tiến vào trong. Tôi dễ dàng nhận ra con mãng xà chúa từng vượt ngục, vì thân nó màu hoàng kim lại to lớn nhất trong bầy nên rất dễ phát hiện. Đồng thời tôi cũng hiểu ngay, chính nó hướng dẫn điều khiển bầy rắn này đến báo thù. Kỳ quái là tôi không hề thấy bóng dáng lão chủ đâu, cũng không nghe tiếng va chạm đấu đá. Tôi gọi to, nhắc nhở mấy người còn đứng trong sân. Hãy mau lên lầu, chỗ đó an toàn hơn. Bọn họ như sực tỉnh, vội phóng lên cầu thang. Ai nấy chạy bán mạng, cùng lao vào phòng như cơn lốc. Mãng xà đang bắt đầu bò lên, chúng tôi đồng tâm hiệp lực, nương vào thế cao quánh thấp, cuối cùng đẩy lui được chúng. Khi bầy rắn từ phòng lão chủ thoái lui, vẫn còn rắn chúa to lớn màu hoàng kim hiên ngang dẫn đầu. Sau đó, chúng nhanh chóng biến vào rừng cây rậm rạp phía sau núi. Khi đã chắc chắn là nguy hiểm đã qua, chúng tôi mới xuống tầng dưới. Thấy hai anh đồ tể Nhan Trung Phỉ và Lý Trường Hữu vẫn chưa ra khỏi phòng. Hai người này thường xuyên chuyên lo việc giết rắn, họ đã giết vô số mãng xà. Chúng tôi kinh hoàng đến há hốc mồm khi phát hiện cả hai anh gần cốt bị đứt lìa, nội tạng bị xé thủng, thất khiếu lưu huyết, đã chết từ hồi nào. Riêng cửa sổ phòng nhóm nữ phục vụ do đóng kín nên mãng xà không thể vào, nhờ vậy mà bọn họ không ai bị thương, chỉ bị một mẻ sợ kinh hồn bạt vía mà thôi. Vậy ông chủ quán Vi ở đâu? Chúng tôi thắc mắc, đồng tiến đến cửa phòng ông. Bên ngoài là một bãi hỗn độn, cũng không thấy bóng dáng ông. Chúng tôi hồi hộp ráng tiến vào trong, thấy càng loạn dữ hơn. Nơi đây in đầy vết tích mãng xà dày xéo, hơn nữa còn lưu mùi khí tanh nồng nặc. Kỳ quái là vẫn không thấy lão Vi đâu cả. Không lẽ lão bị mãng xà bắt cóc, hay bị nó nuốt gọn rồi? Thật đáng sợ. Nghĩ đến đây đầu tôi như tê dại đi, xương sống phát lạnh, nổi óc khắp mình. Lúc này chúng tôi không hẹn mà đồng chú ý đến một lu to nơi góc tường. Lu này cao khoảng 1,5 mét, nắp lu bằng gỗ có tay cầm, nhưng giờ lu đang đậy nắp ngược, nghĩa là tay cầm quay vào trong, thành lu in đầy vết rắn đu đeo quần thảo. Ắt là lão Vi ở trong đó. Chúng tôi gọi nhỏ. Ông chủ ơi, mãng xà rút rồi, ông mau ra đi. Gọi hoài mà không nghe động tĩnh gì, chúng tôi có cảm giác không hay, bèn tới gần, run rẩy dở nắp lu ra. Nhìn thấy ông Vi toàn thân co rúm, mặt tái nhợt, mắt trợn lưỡi thè, 10 ngón tay bấu chặt vào nắp lu đến chảy máu. Ông chết thảm đến chẳng nỡ nhìn. Có lẽ lão Vi vừa thấy bầy mãng xà tiến vào thì biết mình không xông ra được, liền chui vào lu và kéo nắp đậy lại. Còn rắn chúa thù ông thấu xương, dễ gì chịu buông tha. Nó ôm phẫn nộ cực điểm, hợp cùng bầy mãng xà vây quanh lu dốc
toàn lực tấn công. Bầy rắn đã đè chặt nắp lu không cho chút không khí len vào, khiến lão Vi bị chết ngợp trong đó. Chuyện khủng khiếp chưa từng có này nhanh chóng được đồn lan, khắp vùng rồi khắp thôn làng. Riêng dân chúng trong địa phương này chẳng còn ai dám giết rắn nữa. Bảo Quang. Sáu chuyện nhân quả. Gần đây có một vị họ Trương, nhà trụ tại thôn Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc, đã viết thư tới, kể rất nhiều câu chuyện nhân quả do chính ông đích thân chứng kiến hoặc nghe thuật lại. Ông khẳng định những chuyện này hoàn toàn có thực, là người thực diệt thực, có bằng chứng hẳn hoi. Xin công bố ra để thế nhân cùng cảnh giác. Hy vọng thông qua đây, mọi người sẽ học được nhiều điều hay, càng tin sâu nhân quả để không làm các điều ác, dân làm các điều lành. Nhờ đó mà phong khí xã hội được cải thiện. Giờ xin kể ra từng chuyện theo thứ tự như sau. 1. Ác báo của tôi. Trước khi tôi biết đến Phật Pháp, tính rất tàn nhẫn, đối với loài vật không có lòng từ bi, không biết thương xót hay cảm thông chi. Hơn 20 năm trước, cả nhà tôi công tác tại xưởng giày, có ông giáo X dạy về kỹ thuật, rất ưa ăn thịt chó. Lần nọ ông X ra ngoài mua về một con chó, ngỏ ý muốn tôi đem nó đi giết. Lúc đó tôi không chút do dự, dùng chùy sắt đập mạnh vào đầu nó. Con chó kêu rú thảm thiết, tôi vẫn không chút động tâm, tiếp tục nện tới tấp cho đến khi đầu vỡ máu tuôn. Chó hết giãy giụa, tôi mới dừng tay. Còn nữa, nếu như tình cờ gặp con rắn nào thì tôi nghĩ đủ trăm phương nghìn kế để bắt cho bằng được, rồi dùng đá đập nát đầu rắn. Trước khi chết, con rắn không ngừng giãy giụa lăn lộn thống khổ. Tôi cứ tỉnh bơ nhìn như không thấy gì, lòng chẳng có chút xót thương, chẳng chút áy náy về hành động bất nhân tàn độc của mình. Sau này tôi liên tiếp vướng nhiều chứng bệnh khổ. 7 năm trước, tôi công tác tại đội làm đường nọ, thì một chiếc xe đang thi công đột ngột thoái lui. Tôi không đề phòng nên bị tông đến chấn thương não, phải nhập viện điều trị. Rất lâu mới hồi phục. Sau đó chứng đau bao tử bộc phát, tôi đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ chữa trị, uống đủ thuốc đông lẫn tây nhưng vô hiệu. Cuối cùng bất đắc dĩ tôi phải áp dụng theo một số toa thuốc dân gian chỉ bày. Do phương thuốc này cần thịt nhiều loại chúng sinh như chó, mèo, rắn, rùa, rết, gà, vịt, vân vân, phối hợp để chưng, nấu, hầm, nướng mới có tác dụng. Kết quả tôi hại chết thêm nhiều sinh linh nữa. Nhưng trải qua trường kỳ dùng đủ thứ thuốc, bệnh tôi không những chẳng giảm mà ngày càng nặng thêm. Sau đó tôi đi các bệnh viện lớn khám. Bác sĩ nói nếu không mổ ngay thì khó cứu được mạng, vì vậy phải phẫu thuật. Bao tử tôi bị cắt bỏ hơn 2/3, ruột cũng bị cắt bớt một khúc. Đủ thấy tình huống lúc đó cực kỳ nghiêm trọng. Năm ngoái lúc tôi làm việc tại công xưởng, sơ ý bị máy dập làm ngón tay bị thương nát bấy, chảy máu không ngừng, đau thấu tim gan. Tôi kêu la thảm thiết, suýt nữa thì ngất đi. Khi nhìn thấy tay nát máu chảy, ngón tay run lẩy bẩy không kìm được. Bất giác, tôi nhớ lại hồi xưa mình từng đập rắn, giết chó, máu nhuộm đỏ khoảng sân. Nhân đấy bắt đầu tự hỏi. Tôi suốt 10 mấy năm nay không ngừng bị các bệnh quái ác hành hạ, còn gặp đủ tai nạn thương tật. Vậy có phải đều là quả báo do ngày xưa sát sinh hay chăng? 2. Trần Lão Gia. Tôi có một nữ đồng nghiệp họ Trần. Trong lúc họp mặt, vị tiểu thư này kể cha cô là Trần Lão Gia có một sở thích đặc biệt là rất ưa ăn mắt cá. Mỗi khi dùng bữa, nếu trên bàn có cá thì luôn móc mắt nó ăn,
khen rằng rất ngon. Ông còn dặn người nhà phải mua nhiều cá, nhất là cá phải còn sống thì ăn mới khoái khẩu. Sau này phụ thân cô bỗng dưng bị viêm một con mắt, bệnh phát và chuyển nặng nghiêm trọng. Nhiều bác sĩ danh tiếng đều bó tay không chữa được. Sau đó mắt của ba cô mù hẳn, bác sĩ bèn lấy nó ra thay vào một nhãn cầu giả. Năm sau con mắt còn lại của ba cô cũng bị bệnh, không bao lâu thì mất thị lực. Hiện giờ ông phải sống qua chuỗi ngày không nhìn thấy ánh sáng. Ba, ác báo của anh em họ Trần. Tôi có một bạn học họ Trần, anh là quân nhân, mỗi lần nghỉ phép về nhà, anh và em trai thường đi câu cá, lên núi săn bắt các động vật hoặc bắn chim, xem đây là thú tiêu khiển. Sau này nhà anh liên tục phát sinh rủi ro, đầu tiên là em trai anh, trong lúc xây dựng công trình, sơ ý bị té từ giàn giáo lầu 2 xuống. Vì là nơi xây dựng nên phía dưới sắt thép nằm bừa bãi ngổn ngang. Em trai anh bị sắt đâm thủng bụng, làm ruột bị thương nặng, không lâu thì tử vong. Tiếp đến là bản thân anh Trần, bệnh hoạn hành thê thảm, đau đớn thống thiết. Chưa hết, chỉ vì chút việc vặt mà cãi gây cùng vợ một trận dữ dội đến phải ly hôn. Một gia đình trước đây hạnh phúc mỹ mãn giờ thành ly tán, khiến người không khỏi thở dài. 4. Anh bạn xạ thủ. Nơi chỗ làm của tôi có một đồng nghiệp rất ưa dùng ná bắn chim. Tài xạ thủ vô cùng chuẩn xác, hầu như trăm phát trăm trúng. Hễ bắn ra là trúng ngay chỗ hiểm, làm chim bị thương nơi phần đầu. Anh mà ra tay là không con nào thoát khỏi. Mấy năm nay đối với tài nghệ này của anh, mọi người đều hâm mộ, không tiếc lời trầm trồ ngợi khen. Năm ngoái trong lúc đơn vị tôi tu sửa công trình, thì cần cẩu trên xe bất ngờ bị đứt và rớt từ trên cao xuống, nên thẳng vào đầu một nhân viên phía dưới. Lực đập nặng nề của móc sắt khiến đầu nạn nhân bị nát, như dưa hấu bị bổ. Óc bắn tứ tung, máu chảy đầy đất. Ai chứng kiến cũng kinh tâm, không dám nhìn. Hóa ra người bị nạn chính là anh bạn đồng nghiệp có tài xạ thủ nọ. 5. Khi oan gia báo. Tôi có một vị trưởng bối rất ưa ăn thịt, thích nhất là giò heo, cánh và chân gà. Không những ngày ăn 3 bữa liên tục, mà mỗi khi đối ẩm thưởng thức cùng 5-3 bạn nhậu, phải luôn có các món trên. Có thể nói là ông ưa ăn thịt cực kỳ, không biết chán. Đến lúc tuổi già, vị trưởng bối này do quá thừa axit uric, nên tay chân biến dạng cong queo. Hơn nữa trên mặt có nhiều vết lở loét đáng sợ. Vài chỗ trên da còn phát sinh hiện tượng nát rửa. Dù ông đi khắp nơi cầu trị, nhưng không chữa được. Lần nọ ông sơ ý bị té, gãy xương đùi. Ông đau đớn rên rỉ suốt mấy ngày rồi tạ thế. Theo lời người nhà kể, vài ngày trước khi lâm chung, ông thường run rẩy kêu thét hoảng sợ. Có người muốn bắt tôi đi, có người muốn bắt tôi đi, họ đòi làm bạn với tôi. Khiến ai nghe cũng nổi óc. 6. Cẩn thận khi thề thốt. Ở quê tôi, các bô lão thường kể cho đám thanh niên trẻ chúng tôi nghe một câu chuyện để cảnh giác. 30 năm trước, Đài Loan có một số người nghèo khổ, mưu sinh bằng cách chở hàng đi bán dạo. Lần nọ, anh bán giải chở hàng vào thôn, các phụ nữ bu xem. Họ cầm giải truyền tay nhau cùng xem, rồi luân phiên bình phẩm, nhưng không ai mua. Người bán thấy vậy bèn thu giải về, nhưng khi kiểm hàng, anh phát hiện bị mất một xấp giải. Lúc này ai cũng nói mình không có lấy. Trong đám phụ nữ có một chị không những hung hăng xác định mình không lấy mà còn thề độc như sau: tôi mà có lấy giải như mấy người nói thì sẽ bị xe tông chết. Sau đó chị ta đến Kim Môn. Ngày nọ chị đang ngồi trong nhà thì một chiếc xe tải bị đứt thắng, đâm thẳng vào nhà và tông chết chị.
Khi tin này truyền ra, mọi người ai cũng bàn tán xôn xao, cho đây là nhân quả báo ứng, đáng sợ vô cùng. Tâm sự một nữ kỹ sư. Tôi ở huyện Bảo Thanh, tỉnh Hắc Long Giang, là một phụ nữ mắc bệnh ung bướu nan y. Vào năm 37 tuổi, tôi bị bướu mật thời kỳ cuối. Mật của tôi hiện đã được cắt bỏ, nhưng do cắt bỏ mật vào giai đoạn bệnh đến thời kỳ cuối, nên tình trạng không ổn như lúc mới phát. Bởi vào thời kỳ cuối, những tế bào ung bướu đã phát tán khắp thân, nên dễ tái phát tràn lan. Sau khi cắt bỏ túi mật rồi, thì tử cung tôi lại mọc thêm 3 ung bướu. Tiếp đến buồng trứng bên trái sinh một bướu. Chưa đầy nửa năm, buồng trứng bên phải cũng có một bướu nữa. Tiếp theo là cổ họng lại sinh bướu. Mọi người nghe tôi nói chuyện giọng khàn khàn. Sức khỏe tôi cực suy, không thể tiếp nhận những cuộc đại phẫu thuật. Do vậy mà chẳng thể mổ tử cung, buồng trứng, vân vân. Riêng yết hầu tôi bị bướu, chỉ cần hả miệng dùng kính soi cũng thấy rõ. Nhờ vậy mà bướu ở yết hầu đã cắt được. Hiện tại giọng nói vẫn còn khàn. Sau đó bao tử cũng sinh bướu, trực tràng cũng bị bệnh. Mọi người thường gọi là bệnh trĩ, nhưng thực chất không đúng. Nơi đó cũng bị ung thư bướu nốt. Những thống khổ tôi phải chịu vẫn chưa hết, vì bệnh lại lan đến phổi, cực kỳ ác liệt. Nửa phần trên phổi trái có tới 5 ung bướu. Tôi bị bệnh khổ hành hạ dày vò đến hôn mê bất tỉnh. Tôi thường ho ra máu, máu lẫn đầy tạp chất lợn cợn, ho ra từng bụm máu. Tất cả bệnh này của tôi đều do ác nghiệp sát sinh tạo thành. Tôi chuyên bán các ngư cụ đánh bắt hải sản và cung ứng đủ loại thủy tộc cho mọi người dùng. Tôi làm việc từ năm 1981. Tuy hộ khẩu ở huyện Bảo Thanh, nhưng phạm vi buôn bán mở rộng đến khắp nơi, từ miền quê cho đến thành thị. Khắp người tôi và mắc bệnh ung bướu thống khổ, thấy đều do sát nghiệp. Sau này học Phật Pháp rồi tôi mới hiểu. Lúc chưa biết đạo, tôi đã phá thai 2 lần. Đây là đại ác nghiệp. Khi bệnh giật tôi ngã quỵ trên giường, nằm thở thoi thóp, tôi nếm đủ mùi khổ, vì hễ phía trên vừa ho sù sụ là phía dưới nước tiểu bắn ra ướt quần. Do vậy mà tôi phải lót băng, bởi vừa ho là xón tiểu ngay, hơn nữa còn bị các bệnh khác dày vò hành hạ, khổ hết chỗ nói. Lúc này bác sĩ tuyên bố tôi chỉ còn sống được 1 tháng. Tóc tôi bạc trắng hết do dùng thuốc gia trị hóa chất. Sau đó không thể hóa trị nữa bởi tôi quá suy yếu, hết tiếp nhận nổi. Do hóa trị một nửa diệt tế bào ung bướu, một nửa là diệt tế bào lành, mà tình trạng sức khỏe tôi như thế, không thể trị hóa chất tiếp được nữa. Tôi yếu đến không thể đi đứng, chỉ cần nói chuyện vài câu là chóng mặt muốn xỉu. Tôi không thể nói, mà cũng không còn sức lực chi. Sau đó, nghe con tôi kể có hòa thượng Thể Huệ đang tổ chức Phật thất. Nghe đồn lực gia trì của Phật thất này rất mạnh. Thế là tôi ngỏ ý muốn tham dự thử. Nhưng ông xã và mẹ chồng lẫn mẹ ruột tôi đều không cho đi. Nhất là mẹ ruột tôi. Bà rất cưng tôi, khăng khăng tuyên bố thà để tôi nằm nhà trị bệnh mà chết, chứ nhất quyết không cho tôi đi vào con đường mê tín như vậy. Bà bảo nếu tôi cứ liều lĩnh đi thì tình trạng sức khỏe suy như thế, e rằng tôi chưa đến nơi thì đã bỏ xác trên quả xa. Sau đó con trai tôi ra sức thuyết phục. Nó thưa với mẹ tôi: "Ngoại ơi, xin đừng ngăn cản mẹ cháu nữa. Bà yêu con gái thì cháu cũng biết thương mẹ mình vậy. Nếu cứ để mẹ cháu nằm nhà chờ chết thì chi bằng hãy cho mẹ thỏa nguyện, được toại ý đến với Phật Pháp, làm cuộc thí nghiệm thử xem sao." Lúc đó bác sĩ tuyên bố với cả nhà tôi rằng: "Mạng sống cô này chỉ còn 1 tháng nữa thôi, cô thích ăn gì thì cứ cho ăn." Mẫu thân không cho tôi đi là vì muốn trong thời gian cuối cùng này được bày tỏ hết lòng yêu thương dành cho con gái.
Khi mẹ đòi rửa chân cho, tôi thực chẳng nỡ để mẹ làm vậy. Nhưng vì muốn làm bà vui, tôi đành để mẹ tùy ý. Không muốn bà phải ôm áy náy sau khi tôi chết đi. Vì vậy mà đành chìa chân ra cho mẹ rửa. Lúc mẹ rửa chân cho, tôi rơi nước mắt đầm đìa. Khi mẹ đồng ý chịu cho phép tôi đi thì con trai tôi, lúc đó là sinh viên theo học ở viện nghiên cứu, liền xin nghỉ học để hộ tống tôi đến Phật Thất. Phật Thất tổ chức tại Bảo Lâm Thiền Tự ở Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh. Tôi khi đó bước đi không vững, nhờ có con trai và một bà bạn ở Hắc Long Giang đồng phụ đỡ dìu đưa tôi đi. Đến Phật Thất, hằng ngày tôi phải bái Phật tới ngàn lễ, tu toàn là niệm Phật lễ Phật. Vậy mà kỳ tích xuất hiện. Tại Phật Thất, sư phụ dạy tôi: khi niệm Phật, gì cũng không nghĩ đến, tâm không tạp loạn, chỉ chú tâm niệm Phật thôi. Rồi sư dạy tôi lễ Phật, tôi thọ bát quan trai giới, hành trì theo đoàn thể. Sau đó trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 ngày, tôi rất mừng vì không còn ho nữa. Thấy tôi ngưng ho thì sư phụ bắt tôi lễ Phật. Mỗi ngày phải lễ tới ngàn lạy, mà với tình trạng bệnh lúc đó, tôi đứng còn không vững thì nói gì đến lạy. Tôi nghĩ, vì sao sư phụ vẫn bắt con lễ Phật chứ? Thế là tôi khóc. Vì lễ không nổi nên tôi bật khóc. Nhưng sư phụ vẫn không mềm lòng, ông cương quyết ép tôi phải lễ Phật. Dù lễ không nổi vẫn phải lễ, nghĩa là có lễ được hay không tôi cũng phải lễ. Tôi lễ Phật được một tuần thì sư phụ bèn đi thật nhanh quanh đạo tràng, tôi cũng phải chạy theo. Bởi vì tôi bệnh phổi, trong phổi ứ đầy tạp chất không thông, tôi không còn khí lực và nói chẳng ra hơi, vậy mà còn phải chạy, rất dễ bị ngạt thở chết. Tôi không dám chạy, nhưng sư phụ khuyến khích tôi. Tôi bèn thí nghiệm chạy thử, bước từng bước thật nhanh. Ôi chao, từ từ tôi cảm thấy dễ chịu. Thế là tôi yên tâm rảo bước theo sư phụ. Lên lên, xuống xuống, lòng rất vui. Tiếp đến tuần thất thứ hai, phải leo núi. Sư phụ hướng dẫn tôi đi. Thấy ngài leo núi, tôi không dám lên theo vì sợ mình sẽ chết, bởi tôi biết rõ sức khỏe của mình khó khăn nổi. Nhưng sau đó sư phụ đến dìu tôi và nói: Triệu Lệ Bình, hãy ráng lên núi nha. Tôi nghĩ phải nghe sư phụ thôi, ngài dạy gì tôi đều dâng theo. Thế là tôi ráng sức lên núi. Núi này cao, dốc đứng, đường toàn là dốc. Tôi bò từng bước. Lên được tới đỉnh, tôi mừng đến lệ tuôn đầy mặt. Tôi đứng trên núi thầm nghĩ: thật là ngoài sức tưởng, không ngờ mình có thể leo lên và đứng được trên đỉnh núi. Lặng ngắm màu trời biên biếc, cây cối xanh tươi, tôi cảm động vô hạn. Vì chính Phật Thất của sư phụ đã cứu vớt và ban cho tôi mạng sống lần thứ hai. Sau đó tôi tham dự từng đợt Phật Thất của sư phụ tổ chức, mãi cho đến hiện tại. Hồi đó khi tôi bệnh, đầu tóc bạc hết hai phần, còn một phần thì ngả màu tro xám xịt, nhưng tôi vẫn một bề theo sư phụ đã thất. Đến bây giờ khi các bạn đạo gặp lại tôi, họ đều suýt xoa: ôi chao, tóc Lệ Bình đen lại rồi nè, hay thật đó nha. Họ đứng trước tôi trầm trồ ngắm nghía và cứ khen mãi. Tôi thật là vui. Trước đây ở nhà, mỗi khi dùng bữa, tôi đều phải ăn cháo. Vì vậy khi đến dưỡng Phật Thất, tôi rất lo, bởi ở đây toàn ăn cơm. Tôi nghĩ, bào tử mình bệnh nặng như thế, làm sao ăn cơm được? Nhưng sau khi tôi theo dự Phật Thất rồi, hiện nay nếp sinh hoạt chẳng hề khác người. Tôi ăn dễ dàng, hơn nữa mặt mày khí sắc còn rất hồng hào. Thật đó, bây giờ khi theo mọi người nhiễu Phật, niệm Phật,
tôi rất muốn niệm lớn tiếng. Hồi trước lúc mới tham dự, tôi niệm chẳng có hơi, khó thành tiếng. Giờ đây tôi đã có thể niệm ra tiếng và còn niệm lớn. Về các bệnh khác như ung bướu tử cung, buồng trứng, vân vân, hiện tại tôi chẳng thèm đi khám hay kiểm tra chi. Tôi tự biết nó đã ổn. Vì sao ư? Tôi 30 mấy tuổi bắt đầu bị ung bướu, bạc kinh nguyệt đã 3 năm. Trước đây bác sĩ từng nhắc tôi phải lưu ý, hễ thấy có hiện tượng ra máu lần nữa thì coi như tiêu ma. Tôi hỏi, tại sao? Ông đáp, tử cung bà đầy bướu, nó mọc chen chút dồn ép, nếu mà dở ra ắt là đại xuất huyết thì phải chết thôi. Lại thêm 2 buồng trứng bà đều có bướu, cực kỳ xấu. Sau khi tôi tham gia Phật thất của sư phụ, rồi dự các Phật thất kế tiếp nữa, thì đột nhiên trong thời gian này tôi cảm thấy bụng mình rất đau, đau dữ dội. Xong Phật thất thì sư phụ quay về Đài Loan, còn tôi thì về quê mình ở huyện Bảo Thanh. Thầm nghĩ, nếu sư phụ mở Phật thất nữa thì tôi sẽ tham dự tiếp. Về nhà rồi, tôi bỗng thấy phần bụng của mình cực kỳ nóng, như có luồng điện đang nung nấu và tỏa khí nóng khắp bụng dưới, khiến tôi cảm giác có chút đau. Tôi nghĩ thầm, vì sao lạ như vậy? Tôi thấy tình cảnh mình có thể giống như lời bác sĩ từng cảnh báo là mạng sống sẽ tiêu ma, e xảy ra đại xuất huyết. Nên vội lao vào nhà vệ sinh, bỗng nghe hạ thể kêu xòa một tiếng lớn, rồi trong bụng có vật gì tuôn trào ra. Tiếp theo là cảm giác thư thái dễ chịu. Khi tôi đứng dậy, nhìn vào bô, thấy toàn màu đỏ. Trong có một khối u hình tròn cỡ cái chén nhỏ, mặt bằng phẳng, nhưng xung quanh giống như qua 6 cánh. Sau đó tôi chẳng biết bệnh tình mình tốt hay xấu, liền đi bệnh viện siêu âm. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Bác sĩ kiểm tra xong bảo, bệnh bà lành rồi, không sao hết. Từ đó tôi hồi phục như người bình thường, chỉ còn bệnh phổi, nhưng tôi dứt khoát không đi khám trị gì nữa. Bởi tôi nghĩ, đầu tóc mình đã đen lại, bệnh dù không lành hoàn toàn thì thể lực tôi cũng rất tốt, khỏe như thế này là đủ rồi. Hiện giờ tôi đã có thể làm việc sinh hoạt bình thường như bao người. Nhờ cơn bệnh khốc liệt này của tôi mà bố chồng, mẹ ruột, chú út thím út, em trai em gái, tất cả thân nhân từng chứng kiến cảnh tôi từ bệnh thoi thóp đến khỏe an và bây giờ việc gì cũng có thể làm được, thì ai nấy đều tán thán. Phật pháp thật vi diệu, không thể nghĩ lường. Không chỉ khen như vậy thôi đâu, mà tất cả bọn họ đều xúm nhau ăn chay niệm Phật hết ráo. Bố chồng tôi năm nay 81 tuổi. Trước năm 1949, ông là nhà cách mạng lão thành, lập chiến công quân chương nhiều. Ông chỉ tin chủ tịch Mao thôi, ngoài ra không tin gì khác. Nhưng bây giờ tất cả đều làm giống nhau, quay sang ăn chay niệm Phật, tu tinh tấn. Chú hai, tức em chồng tôi, trước đây là chủ tiệm ăn Bảo Thanh nổi tiếng, vì đây là nhà hàng bề thế nổi danh ai cũng biết, ngày nào cũng giết một số lượng vật rất lớn, vì lúc nào cũng có người đặt tiệc ít nhất 10 bàn, nên tiệm phải giết đủ thứ hải sản tươi sống, gồm cá, tôm cua, hải sâm, vân vân. Nghĩa là xác sinh vô số, không thể đếm hết, và thu được rất nhiều tiền. Nhưng thông qua cơn bạo bệnh của tôi, vợ chồng chú hai cường quyết bỏ nghề. Họ chuyển đến phố Thông Hoa làm công cho người, triệt để từ bỏ nghiệp sát. Từ khi chứng kiến cảnh trạng của tôi, không riêng gì người nhà tôi quay sang ăn chay niệm Phật, mà kể cả các bạn khắp huyện Bảo Thanh, ai cũng đều tin sâu Phật Pháp. Tu hành chân chính là như thế, tôi đặc biệt tri ân sư phụ. Kể từ khi theo dự Phật thất của Ngài, tôi thu được rất nhiều lợi ích. Không những thân được đại lợi, mà tâm cũng thăng qua tiến cao.
Tôi học được rất nhiều điều hay từ ân sư. Phật thất của sư phụ không những cứu mệnh tôi mà còn giúp tôi noi theo đức hạnh cao cả của Ngài. Tôi nói đúng câu này bởi tôi không phải là người tốt. Lần đầu khi nghe mọi người bảo có lão hòa thượng Thể Huệ từ Đài Loan sang Đại Lục tổ chức Phật thất, khi đó tôi chưa tin đạo, không hiểu gì về Phật giáo nên rất ngạo mạn. Dù không biết rành về Ngài, tôi vẫn mở miệng phỉ báng đàm tiếu. Tôi dùng thành kiến vô thần của mình để đo lường, tưởng tượng xấu, rồi mặc tình phê phán dè biểu. Tôi chê vị sư này bất hảo đủ điều, không có chỗ nào được hết. Ngay khi viết những dòng này, tôi rất ăn năn, chỉ muốn thốt to lên rằng: sư phụ, con xin thành tâm sám hối với Ngài. Cho đến lúc tôi bị bệnh nặng nằm bên cửa tử mới khởi tâm muốn đi dự Phật thất, vì nghe đồn sức gia trì từ Phật thất của Ngài rất mạnh và linh. Tôi đi để còn mai thôi. Những nghiệp ác tôi làm như sát sinh, phá thai, phỉ báng, dèm chê sau lưng Ngài, vân vân, tất cả là sư phụ biết hết. Ngài biết rất rõ nhưng vẫn luôn từ ái quan tâm chăm sóc một kẻ đại ác, đại sát sinh, đại khẩu nghiệp như tôi. Bất kể đi đâu, ăn gì, Ngài đều để dành phần cho tôi và giải thích rằng: Triệu Lệ Bình bệnh hoạn suy yếu lắm, hãy đem cho cô ta dùng. Tại Phật thất, Ngài cứu mạng tôi bằng cách giáo hóa vừa nghiêm khắc vừa bao dung, và một kẻ ngạo mạn vô thần như tôi đã bị đức hạnh cao tột của Ngài cảm hóa chiết phục. Sư phụ càng đối tốt, càng ưu ái thì tôi càng cảm thấy ăn năn xấu hổ, càng bội phục và tri ân. Từ đó tôi thành tâm theo dự các Phật thất của Ngài liên tục gần 3 năm. Tính ra sư phụ đã tổ chức hơn 50 Phật thất. Trong suốt thời gian này, sư phụ không phải chỉ đối tốt với riêng mình tôi mà là với tất cả. Vì vậy mà tôi rất tôn kính Ngài. Nên khi bệnh lành rồi, tôi vẫn còn muốn theo dự Phật thất của sư phụ, vì muốn học theo đức hạnh của Ngài. Lúc tôi ở Ngũ Đài Sơn, có gặp một cô bé khoảng 16 tuổi, người Tây An. Em mắc chứng bệnh, hễ ăn vào là ói. Trước đây em vốn rất xinh đẹp, khả ái, thanh tú. Nhưng từ khi bị bệnh, em tăng cân dùng dục, từ 45kg thành 85kg, phục phịch mập phù. Em đi khắp nơi tìm thầy. Do em là cô nhi, không cha mẹ, nên rất đáng thương. Sư phụ cũng cho phép em đi theo Ngài. Lúc đó tôi nghĩ: sư phụ sao lại làm như thế? Con bé này bị chứng nan y, Ngài dẫn nó theo bên cạnh, lỡ như mà bệnh không khỏi thì sẽ làm tổn thanh danh Ngài. Lúc đó tôi vì lo cho sư phụ nên nghĩ vậy. Nhưng sư phụ chẳng hề quan tâm tới điều này. Ngài bảo tôi: Lệ Bình, con bé đáng thương quá, con hãy xem nó như con và quan tâm chăm sóc nha. Con bé đó một bề đi theo tham dự các Phật thất của sư phụ cho đến tận Ngũ Đài Sơn. Sau đó thì nó không theo nữa, vì bệnh đã hết, nó phải về nhà làm việc. Suốt thời gian theo sư phụ, tôi học được rất nhiều bài học quý từ đức hạnh của Ngài. Những phẩm chất cao thượng mà thuở giờ tôi chưa từng chứng kiến qua. Cho nên dù bệnh lành rồi, tôi vẫn tiếp tục tham dự Phật thất của sư phụ. Tôi rất muốn học tập theo Ngài. Trong lòng tôi, Ngài là một cao tăng đức hạnh cao tột, là vị đạo sư cực kỳ vĩ đại trên thế gian. Ngài đã làm tôi khâm phục, cảm động đến rơi lệ. Càng theo sư phụ đã thất, tôi càng thấy đức hạnh sư phụ chói lọi, bởi vì trong cuộc sống thế tục này, tôi chưa từng gặp qua ai có phong cách như vậy. Khi tiếp xúc với bậc chân tu mẫu mực như Ngài, tôi mới biết thế nào là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Phụ thân tôi vốn là giảng sư cao học, mẹ tôi cũng là giáo sư đại học. Không những tôi tiếp thu đầy đủ tri thức của ba mẹ mà còn tốt nghiệp bằng cấp cao, nên những người tôi tiếp xúc đều là giới trí thức thượng đẳng.
Con trai út tôi là sinh viên viện nghiên cứu Đại học Nông Lâm Vũ Hán. Có thể nói cả đời tôi toàn là tiếp xúc giao du cùng giới trí thức cao cấp thượng lưu. Họ là những người mà tôi coi trọng. Bởi có câu, dạng ngành đều thấp, chỉ học thức là tối cao. Tức, dạng băng giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao. Đây là lời tuyên bố của cổ nhân. Thế nên trong tâm tôi luôn dọng hướng theo tôn chỉ này, thường nhìn và dõi theo giới có học thức tối cao, để xem bản thân họ thực sự có tư chất tác phong ưu mỹ tốt lành như cổ thánh tiên hiền hằng ca ngợi hay không. Nhưng thú thật, sau khi tiếp xúc với sư phụ rồi, tôi mới phát hiện sư phụ cao tột sáng chói, vượt xa giới trí thức thượng lưu rất nhiều. Thỉnh thoảng, những lúc đi kinh hành nhiễu quanh Phật, tôi thầm thú nhận: Bạch Thế Tôn, bây giờ con đã hiểu và cảm ngộ triệt để câu thập phương thế giới ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Nghĩa là con xem cùng khắp mười phương thế giới cũng không thấy ai tuyệt vời như Phật. Chư Phật đúng là từ bi và cực kỳ vĩ đại vậy. Triệu Lệ Bình. Nhân quả giải theo Phật giáo, báo ứng hiện đời tập 5. Lời người dịch. Khi các cuốn sách nhân quả vừa phát hành, tôi vô cùng cảm động khi được chư độc giả Phật tử khắp nơi chân thành phản hồi chia sẻ kinh nghiệm. Có nhiều người dù đang ở hải ngoại nhưng do xúc động quá không thể ngủ được, nửa đêm đã gọi điện về cho người phụ tá của tôi, bày tỏ niềm hân hoan hạnh phúc. Có một nữ giáo sư xinh đẹp trí thức, hiện ở Mỹ. Khi đọc chuyện Nước tràn Kim Sơn tự trong cuốn Báo ứng hiện đời tập 3, đã xúc động thực hành theo. Không ngờ nhờ vậy mà đôi mắt bệnh, có nguy cơ mất ánh sáng, của cô đã phục hồi thị lực hoàn toàn. Có những thanh niên du côn sau khi đọc những sách nhân quả xong thì đã thức tỉnh tu sửa và hóa thành hiền nhân. Vì vậy, quý độc giả có nhu cầu chia sẻ kinh nghiệm, xin liên hệ số điện thoại người đại diện của dịch giả 0938 422 977. Tôi chân thành cảm ơn chú Chánh Đạo, một Phật tử chưa từng biết mặt nhưng đã nhiệt tình đóng góp công sức, nhín thời gian giúp tôi sửa máy. Nếu không có chú thì không thể có các tác phẩm này. Xin cảm ơn Viên An luôn sẵn lòng trợ giúp, sốt sắng cung cấp các đĩa kỹ thuật và nhiệt tình hướng dẫn. Nhờ em mà tôi có thể tự thiết kế bìa, dàn trang, ra sách. Xin cảm ơn Út Chiến. Khi máy bị cháy, tôi chỉ biết ngồi rầu, nhưng em đã kịp thời cứu nguy, giúp tôi sử dụng bình ổn. Xin cảm ơn ai đó dù không biết mặt, nhưng khi nghe tôi bệnh, đã phát nguyện xin giảm thọ, cầu cho tôi được bình phục sống lâu mà tiếp tục phiên dịch ra sách. Xin cảm ơn Hồng Minh Châu đã hy sinh rất nhiều để hỗ trợ tôi. Xin cảm ơn một người đã giúp tôi rất lớn nhưng nhất quyết ẩn danh. Xin cảm ơn Thanh Hải đã nhiệt tình phụ thiết kế giúp chỉnh sửa bản in chỉnh chu. Xin cảm ơn Diệu An, cô Nguyên Tâm không ngừng động viên góp ý để tôi thực hiện nội dung hoàn mỹ hơn. Xin cảm ơn Liễu Như và những tình nguyện viên biếu sách thầm lặng đã tận lực quảng bá sách khắp nơi, mong mọi người hiểu nhân quả. Vì vậy mà mỗi khi tác phẩm hoàn thành, tôi luôn thầm tri ân và xin được hồi hướng phước điền này đến chư vị. Mong rằng cuốn nhân quả giải theo Phật giáo này sẽ tiếp tục đem đến cho quý vị nhiều lợi ích. Xin cảm tạ nhiệt tình hỗ trợ ra mặt hoặc âm thầm lặng lẽ của chư vị ân nhân. Xin hồi hướng phước điền dịch thuật này đến hương linh cháu Caron Chi Phan và tất cả chúng sinh trong pháp giới. Cầu mọi người luôn an lạc hạnh phúc, phẩm hạnh cao quý, hành xử quang minh chính đại, để cùng xây dựng nên một cõi nhân gian ưu mỹ. Cuối cùng xin quý vị vui lòng tha thứ cho những sai sót của người dịch. Hạnh Đoan, ngày 29 tháng 2 năm 2015.
Tây Du Ký và Phong Thần. Sư phụ, nghe ngài phân tích nhận định chuyện Bạch Xà, con cảm thấy rất có lý. Hiện tại con còn vài vấn đề muốn thỉnh giáo sư phụ. Tây Du Ký là bộ truyện trứ danh rất được quần chúng ưa thích, đã dựng thành phim và được bao người hoan nghênh. Nhưng hồi nhỏ xem phim, con cảm thấy Đường Tăng quá khiếp nhược yếu đuối. Vì sao Bồ Tát Quan Âm lại bảo Tôn Ngộ Không bái ông làm thầy? Hơn nữa, ngài còn truyền chú Cẩn Cô cho Đường Tăng để trị kẻ chuyên phạt ác dương thiện như Tôn Đại Thánh. Đường Tăng không tài giỏi hơn, sao có thể giáo hóa đồ đệ chứ? Câu chuyện này theo quan điểm Phật giáo phải giải thích như thế nào đây? Hòa Thượng Diệu Pháp đáp: Tôi cho rằng nếu hiểu Phật Pháp thì nên giải thích Tây Du Ký như thế này. Như trong sách đã nêu, bản thân Đường Tăng theo Pháp Tiểu Thừa, cho nên Bồ Tát Quan Âm mới hóa hiện thành một lão hòa thượng, chỉ điểm mách cho Đường Tăng nên đi Tây Phương bái kiến Phật Tổ, xin thỉnh kinh Đại Thừa. Đường đi Tây Thiên thỉnh kinh thực tế là con đường mà ngài huyền trang tu hành, tự độ và độ người. Nhưng đường tu không bao giờ bằng phẳng, luôn có đầy gian nan hiểm trở. Ba đồ đệ đi theo Đường Tăng là đại diện cho ba loại ác tập, tham sân si của mỗi chúng sinh. Trừ bát giới đại diện cho người tham dục trầm trọng, tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham ăn, tham ngủ. Vì vậy mới bắt ông giữ tám giới. Hàm ý rằng chỉ có giữ giới mới dập tắt tham dục, chỉ có giữ giới mới hoạch định trí huệ, cho nên gọi là ngộ năng. Tôn Ngộ Không là đại diện cho những kẻ hành sự có trách nhiệm bổn phận, có tài nhưng khí sân rất lớn. Bàn tình Ngộ Không chính là báo cho những dạng người này phải hiểu rõ đạo lý. Tất cả vô thường, dạng pháp giai không. Còn Sa Ngộ Tịnh là chỉ những người thực thà phúc hậu nhưng ngu si, vì không hiểu rõ Phật Pháp nên tạo nhiều tội nghiệp, ăn thịt sát sinh. Ông từng ở sông Lưu Sa chuyên ăn thịt người mà sống. Đặt tên Ngộ Tịnh là muốn ông tu tịnh hạnh, tức hạnh thanh tịnh. Nếu muốn thoát ly tam giới thì cần phải từ bi bất sát. Đường Tăng thân là sư phụ, xem tứ đại giai không, chẳng bị tài sắc danh lợi quyến dụ. Tuy không giỏi tài phép như các đệ tử, nhưng những phút giây ở sát bên bờ vực sinh tử, đối diện với chuyện sống chết, ông vẫn xem nhẹ và tuyên bố: Thà tiến lên một bước hướng Tây Phương mà chết, chứ quyết chẳng lui về để được sống. Gặp lúc Ngộ Không phá giới sát, chẳng vâng lời thầy, nên ông buộc phải niệm chú Cẩn Cô. Điều này hàm ý rằng dùng giới luật để cầu thúc, khiến y cải tà quy chính. Đường Tăng không thể đằng vân giá võ, không thể biến hóa, chỉ biết nhất tâm niệm Phật. Hàm ý rằng mục đích tu hành không phải để cầu thần thông. Còn xem, Ngộ Không dù thần thông quảng đại, gặp lúc yêu quái có tài phép quá giỏi, chẳng phải y cũng thúc thủ hết cách sao? Nhưng cuối cùng thì ta không thể thắng chánh. Gặp lúc sinh mệnh nguy hiểm, Đường Tăng nhất tâm niệm Phật, Bồ Tát Quan Thế Âm chắc chắn sẽ yểm trợ cho phùng hùng hóa cát, giúp Đường Tăng biến nguy thành an. Và lại, một số yêu quái Ngộ Không đối phó không nổi, đa số đều là thị giả các thánh nhân hoặc là các súc vật thuộc hạ của họ tác quái. Đây phải dạy thế này: chư Bồ Tát tiên nhân vì muốn giúp đỡ Đường Tăng sinh chứng thanh quả nên cố tình chê ra chướng ngại. Tất cả đều là thử thách khảo nghiệm, xem ổng ứng phó làm sao. Đường Tăng ngay nơi cửa ải sinh tử cũng chưa bao giờ trách Bồ Tát Quan Thế Âm đã xúi ông đi lấy kinh.
Tôn hành giả có thể cởi mây đi 10 dặm 8.000 dặm, thế mà chẳng ra khỏi bàn tay Phật tổ Như Lai. Nếu nhà Phật muốn đem kinh điển Đại Thừa giao cho Đường Tăng, thì điều này quá dễ dàng. Chẳng phải ngài chỉ cần nhấc tay một cái là xong ngay hay sao? Hoặc giả cứ cho Tôn Ngộ Không đi lấy kinh thì cũng giảm bớt rắc rối vậy. Thế nên, bộ Tây Du Ký này cảnh báo cho chúng ta biết là tu hành rất gian nan. Trong một đoàn thể học Phật, luôn có đủ hạng người như thế cầu đạo. Đoàn thể Phật giáo chính là một lò trui luyện vĩ đại, kiêm thu tinh xúc, tiếp thu thâu tâm tất cả. Phật Pháp là chí cương, không gì có thể phá vỡ. Phật Pháp cũng chí nhu, không gì có thể chia cắt. Chỉ cần mọi người luôn bảo trì chánh niệm tu hành, thì có thể cùng dựng đạo nghiệp. Cho nên trải qua muôn ngàn năm gian nan nguy hiểm rồi, cuối cùng bốn thầy trò cũng gặp Phật tổ. Nhưng đến lúc vào tàng kinh các lễ sách lại gặp chướng ngại. Đây ngụ ý nói rằng, chỉ cần chưa thành Phật thì vẫn còn vô minh. Cũng giải thích rằng, chưa buông xả thì mới có thể được. Trên đường về, tất cả kinh Phật đều bị rơi xuống nước. Cuối cùng chỉ còn lại sao chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Trong kinh Kim Cang, Phật cũng từng nói qua, nếu nó Như Lai có thuyết pháp, tức là bán Phật, đồng thì cũng ám chỉ vào thời mạt pháp sau này, tất cả văn tự kinh thư từng có sẽ dần tiêu mất. Đầu tiên là kinh Lăng Nghiêm, đến cuối cùng chỉ còn sao chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Thực ra kiểu giải thích này của ta chỉ là cố gắng sửa công thành thẳng, bất đắc dĩ phải làm như vậy. Chứ thực tế thì Tây Du Ký và Phong Thần là hai tác phẩm được thành hình bắt nguồn từ sự tương tranh giữa Phật giáo và Đạo giáo, do đôi bên công kích nhau mà có. Gần đây, Ngài Hư Vân, ngôi sao Bắt Đầu Thiền Tông, đã từng giải thích về lai lịch hai bộ truyện này như sau. Năm đó, ở Bắc Kinh, Hòa Thượng Bạch Dân giảng Đạo Đức Kinh nơi Bạch Dân Tự. Rất nhiều đạo sĩ chạy đến nghe rồi xin gia nhập Phật môn, đối làm hòa thượng. Khiến các đạo sĩ tại Trường Xuân Quán bất bình, nên thưa kiện lên quan. Triều đình muốn hóa giải mâu thuẫn giữa hai bên, nên ra lệnh cho Trường Xuân Quán của đạo sĩ đổi thành chùa Trường Xuân, còn chùa Bạch Dân của các sư phải đổi thành Bạch Dân Quán. Các đạo sĩ không phục, bèn viết ra bộ tiểu thuyết Tây Du Ký, mục đích là để ma ly Phật giáo. Vì vậy, người xem Tây Du phải có trí tuệ và mắt sáng. Nếu hiểu rõ hoàn cảnh lịch sử lúc đó, thì sẽ nhìn ra chân tướng ngay. Điều lợi hại nhất là, trong tiểu thuyết mô tả Đường Tăng thỉnh kinh xong, khi về đến Thông Thiên Hà, thì toàn bộ kinh Phật đều rơi xuống sông bị mất chữ hết. Cuối cùng chỉ còn lưu lại 6 từ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây chính là bọn họ muốn nói, toàn bộ công trình phiên dịch kinh Phật của Ngài Huyền Trang là giả hết. Đáng tiếc là thế nhân sau này lại ngộ nhận giặc cuồng nhiệt lầm tin vào Tây Du Ký, khiến cho chuyện Tây Du Ký thực sự của Ngài Huyền Trang bị chôn vùi, bị xuyên tạc mai một. Để đối phó với tiểu thuyết Tây Du Ký, bên Hòa Thượng cũng đáp lễ lại. Họ viết ra Phong Thần Bán để mạ đạo sĩ. Nhìn theo quan điểm này thì sẽ nhận ra trong truyện chỗ chỗ đều là mạ đạo sĩ. Chẳng hạn như nói đạo sĩ tu tiên tất nhiên có công phu, nhưng thấy đều lần lượt bị đao tru tiên hành hình. Người xem hai bộ tiểu thuyết này
nếu không hiểu rõ bối cảnh lịch sử Phật giáo và Đạo giáo tương tranh ngày ấy, thì sẽ ngộ nhận lầm cho giả là thiệt. Vì vậy, đọc sách cần phải sáng trí, khéo nhìn rõ đúng sai, giỏi phân biệt tà chính. Chú thích: xin hãy đọc lời giảng giải khai thị của Ngài Hư Vân, còn trong đây chỉ là lời giải của Hòa Thượng Diệu Pháp. Ngài còn đề nghị chúng ta nên đọc kỹ Kinh Lăng Nghiêm để có đủ trí tuệ và con mắt sáng, giỏi phân biệt chánh tà, phải quấy. Chúng ta nên đọc nhiều tác phẩm do chính chư Đại Đức Cao Tăng sáng tác mới có thể khai mở trí tuệ cho mình. Tình chấp uyên ương. Tôi là một người vô thần, không theo bất kỳ tôn giáo nào. Nhưng 7 năm trước đã xảy ra một việc lạ lùng làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Lúc ấy tôi mới kết hôn được 6 tháng. Khuya hôm đó tôi thức dậy đi tiểu, đầu óc hãy còn mơ màng ngái ngủ, thì bỗng thấy có một bóng trắng lướt qua trước mặt mình. Thế là tôi vội mở mắt ra, nhìn thấy rõ ràng đó là một nữ quỷ mặc y phục trắng, mặt dính đầy máu, nhem nhuốc. Lúc đó tôi cũng không biết vì sao mình có đủ dũng khí để mà vươn tay tát mạnh vào mặt nữ quỷ. Tôi đánh đến nó phải biến mất tiêu. Kể từ sau đêm đó, mặc dù tôi không còn thấy nữ quỷ nữa, nhưng cảm giác xui xẻo mỗi lúc một hiện rõ. Trước tiên là chồng tôi bị bệnh, phải đi bác sĩ liên tục suốt mấy ngày. Sau đó thì đến phiên tôi. Nửa đêm tự dưng bụng phát đau kịch liệt, phải tới bệnh viện chữa trị mới lành. Vì vậy tôi cảm nhận rõ ràng là vợ chồng tôi đang bị trúng tà. Để giải tà khí, chúng tôi phải đi khắp nơi tìm thầy, làm phép trục quỷ. Nhưng chẳng ăn nhầm gì, hoạn nạn chẳng chút thuyên giảm, vẫn hoành hành y như trước. Khi đó chúng tôi vô cùng khổ não, nhưng chẳng tìm ra cách giải quyết. Tình cờ tôi gặp một người bạn là đệ tử Phật, khuyên tôi nên học Phật, hãy dùng Phật Pháp để giải quyết vấn đề hóc búa này. Chúng tôi lâm vào cảnh bệnh nặng cần lương y, chẳng còn cách nào khác, đành phải nhào tới ôm chân Phật thôi. Vậy là chúng tôi đến với Phật giáo. Sau khi học Phật, chúng tôi bắt đầu ăn chay, phóng sinh, tụng kinh Địa Tạng. Chúng tôi tụng được mấy mươi bộ Địa Tạng rồi, thì một đêm nọ, tôi nằm mơ thấy nữ quỷ hiện ra, khóc lóc kể lể về thân thế của cô cho tôi nghe. Té ra mấy trăm năm trước, cô ta từng là vợ của chồng tôi. Do kiếp đó, cô đã treo cổ tự vẫn chết, nên bị đọa vào cõi quỷ. Cô đã đi tìm chồng ngót mấy trăm năm, cho đến kiếp này mới phát hiện ra chồng mình ở đây. Sau khi tỏ tường sự thực, tôi tuy có cảm thông nhưng lòng rất uất phiền, bởi tôi đã hiểu vì sao chồng mình hay bị mộng tinh di tinh. Té ra là tại con quỷ cái này, đêm nào nó cũng mò tới ngủ với chồng tôi. Tôi nhất quyết không nhượng bộ, biết con quỷ nửa đêm mới có thể đến mê hoặc chồng mình, nên tôi canh chừng. Hễ gần giờ đó là bắt đầu gõ chuông niệm Phật sùm lên. Do trường kỳ lo lắng và ngày nào cũng phải thức dậy vào lúc nửa đêm để niệm Phật hộ vệ chồng, sức khỏe tôi ngày càng suy sụp vì thiếu ngủ nghiêm trọng. Nhưng tôi vẫn gan lì, ráng cầm cự chiến đấu như vậy ngót 2 năm. Cuối cùng tôi thu được kết quả là bị bệnh tim và ngã lăn ra xỉu. Không phải tôi bị nữ quỷ dọa cho xỉu, mà do kiệt sức quá nên ngất đi. Cứ mững này mãi, xem ra tôi chịu hết thấu. Do bị khổ não hành hạ cả thân lẫn tâm, nên bệnh tim tôi càng kéo dài, khó thể sống an. Thế là đầu xuân, hai vợ chồng tôi đồng quyết định vào tháng 4 này sẽ cùng lên chùa xin xuất gia để chấm dứt cái trận chiến oan nghiệt kỳ khôi giữa người và quỷ. Nhưng chúng tôi chưa kịp thực hiện dự tính thì con quỷ cái đã nhanh nhẩu ra tay trước. Lần này ả nhập
thẳng vào chồng tôi, hung dữ muốn giết tôi. Thú thực là mấy năm nay cùng ả chiến đấu ròng rã, tôi đã quá đuối, mệt lẫn thương tâm. Nên ngay giây phút cận kề cửa tử, tôi cũng có ý chán nản, muốn buông xuôi hết. Tôi nghĩ, thôi thì cam nhận một đau của ả để kết thúc hết mọi ân oán. Chỉ mong ngày đây được giáng sinh cực lạc, rũ bỏ hết mọi sầu đau. Ngay lúc tôi nhắm mắt chờ, con quỷ cái đâm cho một dao để kết liễu đời mình qua đôi tay của chồng tôi, thì bỗng nghe keng một tiếng. Quá ra nữ quỷ đã ném dao xuống đất và rầu rĩ nói: giết mi rồi thì ta cũng phải xuống địa ngục, thiệt là khổ phiền quá đi. Bây giờ đến lượt tôi phát khùng, tôi túm lấy xác thân chồng tôi đang còn hồn nữ quỷ gá ở bên trong, đập cho một trận tơi bời. Lúc này tôi mới hiểu thế nào là cầu sống không được, cầu chết không xong. Bị muộn phiền hành tâm tư quá sức, tôi chỉ còn một cách là đem chồng gửi vào ngôi chùa gần đấy. Kết quả, sau đó đêm nào con quỷ cái cũng mò đến tìm tôi quấy nhiễu. Nó khóc kể rùm beng bên tai tôi, than rằng trong chùa có thần hộ pháp canh giữ, tôi không cách chi vào được. Nữ quỷ quấy phá làm ồn đến mức tôi chẳng tài nào ngủ được. Cuối cùng tôi đành năn nỉ, thỉnh cầu sư phụ trong chùa mở lòng từ bi, lập đàn siêu độ cho nữ quỷ giùm. Bởi chùa này chuyên tu niệm Phật, vì vậy mục đích siêu độ là cầu cho nữ quỷ được sinh về cực lạc. Khi pháp hội niệm Phật được tổ chức, mang lại hiệu quả thù thắng không gì sánh bằng. Bởi dưới uy lực gia trì của Phật, tôi đã nhìn thấy các tiền kiếp của bộ ba chúng tôi, nhìn rõ mồn một những gì xảy ra trong đời quá khứ, tháo gỡ được gút mắt cho cả ba. Hai người một quỷ, chân tướng luân hồi ngàn năm cuối cùng được hé lộ như sau. Đôi chim uyên ương. Nhiều kiếp rất lâu xa về trước, có một đôi chim uyên ương xinh đẹp ngủ nơi một cái hồ thanh vắng. Có một thằng bé hay tới hồ chơi và phát hiện ra đôi chim này. Nó thường đem thức ăn đến cho chúng. Trải qua một thời gian dài, ngày nọ khi tới hồ chơi, thằng bé bắt gặp con chim trống đứng cô đơn, buông rầu, chẳng thấy con mái đâu. Thế là nó tìm khắp nơi và phát hiện trên không trung có một con chim ưng hung ác đang quắp con chim mái bay xa. Thằng bé chẳng biết làm sao, đành mang thức ăn tới an ủi con chim trống. Nhưng chim trống vẫn cúi rũ, không thèm động đậy. Hôm sau thằng bé ra thăm chim trống, nó vẫn nhịn đói, không chịu ăn bất cứ thứ gì. Mấy ngày sau, chim trống chết đi, thằng bé rất buồn, đành mang chim trống đi chôn. Từ đó, nó cũng không ra hồ chơi nữa. Uyên ương đầu thai. Thời gian qua nhanh, thấm thoát đã mấy trăm năm, đôi chim uyên ương luân hồi dần xoay, cuối cùng cũng được tương ngộ. Chúng đồng sinh vào cõi người. Chim trống đầu thai làm nam, chim mái đầu thai làm nữ, và kết thành một đôi phu thê nghĩa tình khắng khít. Ngày nọ người chồng đi vắng, cô vợ và bà mẹ chồng phát sinh gây cãi dữ dội, tới nỗi cô dâu nhất thời nghĩ quẩn, treo cổ tự tử. Nàng chết rồi thì đọa ác đạo, phải mang thân quỷ. Nhưng do chẳng buông xả được tình yêu đối với chồng, nên nữ quỷ này một mực đi tìm lang quân trong ngút ngàn thống khổ. Qua từng lần luân hồi lục đạo, mãi cho đến mấy trăm năm sau, là đời hiện tại đây. Người chồng của nữ quỷ kiếp này vẫn sinh làm nam nhân, còn tôi chính là thằng bé thuở xưa từng cho đôi uyên ương ăn. Kiếp này đã mang thân nữ. Do nhân duyên chín mùi, tôi và nam nhân là chim trống kiếp xa xưa kết thành chồng vợ, còn nữ quỷ đang quấy phá kia chính là hậu thân của con chim mái. Suốt mấy năm trời, cả ba chúng tôi cùng quần thảo nhau, giờ mới biết rõ chân tướng liên quan. Té ra đây là một trường nhân duyên hội hợp
tạo thành bi hài kịch. Dưới phật lực cao thâm vi diệu không thể nghĩ lường, tôi bị chiết phục và phát sinh niềm tin tuyệt đối. Từ đó chúng tôi tu hành miên mật và hưởng được quả ngọt của công phu. Tổng kết lại lịch trình tu suốt 7 năm nay, tôi rút ra được mấy điều hay, xin lược ghi để chia sẻ cùng mọi người. 1. Ăn chay được nhiều lợi ích. Trường trai được 4 năm, tôi phát hiện ra ăn chay có mấy điểm tốt. Bệnh nặng dễ chữa. Năm đó chồng tôi tế bào bạch cầu giảm đến không còn lực miễn dịch. Nhà trường trai phối hợp với điều trị, vừa tốn tiền ít lại được lành bệnh. Hiện nay bạch cầu đã phục hồi bình thường. Bác sĩ khen, quả là kỳ tích. Phúc báo tăng thêm. Từ khi tôi ăn chay rồi, một bề không công tác, chỉ nương vào nguồn thu nhập cho thuê phòng mà sống, nhưng lại có tiền dư để dành, sống nhàn nhã. Bởi người ăn chay ít bị bệnh, mà dẫu có vướng bệnh, chỉ cần uống chút thuốc là lành. Đồ chay lại rất rẻ, hằng ngày hai vợ chồng tôi ăn không hết 10 đồng. Tiêu nghiệp chướng. Người ăn chay không có kết oán cùng chúng sinh, nên tiêu nghiệp nhanh hơn người ăn mặn, tu hành ít bị chướng ngại. Được trẻ quá. Tôi năm nay 38 tuổi, nhờ ăn chay mà nhìn trẻ hơn thực tế 10 tuổi. Các nữ sinh ưa trẻ đẹp thì hãy ăn chay nhé. 2. Nghịch duyên cũng là phúc. Hồi đầu tôi luôn cho rằng gặp nữ quỷ kia đúng là quá xui xẻo, quá bất hạnh. Vì bị mắc bệnh thì không thể làm gì kiếm tiền. Nhưng chính nhờ đây mà tôi thấm thía nỗi khổ ái biệt ly và hiểu rõ lý nhân quả luân hồi. Do nữ quỷ này quấy phá liên tục khiến cuộc sống chúng tôi cực kỳ thống khổ. Ả đã ép ngặt và thúc đẩy khiến hai kẻ vô thần như chúng tôi phải bước ra con đường học Phật. Còn nữa, nhân vì nữ quỷ hàng ngày xuất hiện khiến tôi ngày nào cũng phải niệm Phật ngót mười mấy tiếng đồng hồ. Mỗi ngày ít nhất phải niệm 5 vạn hiệu, tức 50.000 trở lên. Tôi kiên trì như thế suốt 3 năm. Nhờ vậy mà đại môn của thế giới cực lạc đã mở rộng trước mắt tôi. Kết cuộc thế này đúng là quà tặng. Dù tôi có dùng lắm ngôn từ cũng không sao diễn tả hết được. Cho nên, lúc nghịch duyên xuất hiện cũng là thời cơ tốt giúp mình tu hành. Giống như người bị cọp dữ rượt đuổi sát mông, đương nhiên phải chạy bán mạng lo tu chí chết. 3. Niệm Phật hay tuyệt vời. Con đường tu học của tôi đặc biệt kỳ quái. Do bị nữ quỷ ép ngặt nên lúc nào tôi cũng phải đề tỉnh tinh thần để tu hành, vì muốn mau mau thoát khỏi con quỷ cái này. Điều ả đi xa nên tôi phải dốc hết toàn lực mà thực hiện. Thuở mới bắt đầu tu, trước tiên tôi tụng kinh niệm chú, buổi khuya tụng chú Lăng Nghiêm, sáng tụng kinh Di Đà, 9 giờ tụng kinh Địa Tạng, chiều tụng kinh Kim Cang và 3 biến chú Đại Bi, tối còn tụng một bộ kinh Địa Tạng nữa. Thời gian tụng kinh rất dài và mệt. Tôi vốn là kẻ vô thần, do bị quỷ phá mà biến thành tín đồ ngoan đạo, phải y tu rục. Ngày tháng tụng niệm như vậy, tôi kiên trì thực hành mới gần 1 năm. Thì vào buổi sáng nọ, tôi tụng kinh vừa đến hồi hướng thì bị nữ quỷ che kinh quấy nhiễu, khiến tôi rất buồn và lẫn tuyệt vọng nữa, vì thấy nữ quỷ không sợ kinh chú. Thực ra không phải kinh chú không linh, mà do tôi mới hành trì, tâm còn đầy tán loạn tham sân si, nên không thể chiêu hiệu quả tốt ngay tức thời được. Nhưng lúc đó tôi mất niềm tin, lo tìm phương cách mới. Vợ chồng tôi bèn tìm thuê một ngôi nhà nơi Quan Sơn, chung quanh có mười mấy ngôi mộ. Ở đó suốt 6 tháng ròng chuyên tu tĩnh tọa quán tưởng. Lần đầu tiên tu quán, chúng tự quán vô lượng thọ kinh. Hễ mặt trời mọc thì ngồi quán,
Khi hoàng hôn buông thì ngồi tĩnh tọa 2 tiếng nhìn trời lặn. Ban ngày rảnh thì niệm Phật. Quán được mấy tháng chẳng thu chút kết quả nào, đã vậy còn tu lạc. Bởi vì vừa nhắm mắt thì thấy một phiến tối đen, căn bản là do thực hành không đến. Tệ hơn nữa là tính khí nóng nảy phát sinh càng lúc càng tợn, và tôi nhìn thấy quỷ mỗi lúc càng rõ hơn. Chúng tôi ráng tu chừng nửa năm thì chịu hết nổi, cuối cùng đành phải cuốn gói thu cờ quay về. Tụng kinh chú, tĩnh tọa, quán tưởng gần 2 năm, xem ra chẳng ổn. Tôi bèn thử thí nghiệm quay sang chuyên niệm thánh hiệu Phật A-di-đà, và bỗng phát hiện ra, hằng ngày chỉ cần nửa đêm tôi thức dậy, dốc tâm chí thành niệm Phật, thì nữ quỷ tuyệt đối chẳng dám đến gần giường, ngược lại còn biến mất tâm, không thấy tung tích. Có lúc vào mùa hạ, khoảng 8 giờ tối tôi đi tản bộ, vừa bước vừa niệm rất bình an. Có khi gặp quỷ thì cũng thấy chúng lui vào 2 bên lề đường, còn quỳ xuống chắp tay vô cùng cung kính. Đúng là niệm Phật, thánh hiệu hiện tiền khiến quỷ tôn kính lui xa. Thực ra cũng nhờ thời gian kiên trì, tu rỉ tu rụt ban đầu làm nền tảng, đã tập cho tâm trí chúng tôi quen dần với Phật Pháp, dễ nhiếp niệm an tĩnh hơn. Tháng 3 năm 2010, tôi gặp và nghe Pháp Sư Tịnh Không giảng Tư tưởng tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo, càng hiểu rõ thánh hiệu vi diệu, mới biết phương pháp tu tập trước đây của mình không có kết quả là do không phù hợp. Bởi chúng tôi căn cơ tệ lậu, tập khí xấu còn nhiều, nhờ tin sâu vào nguyện lực Phật A-di-đà từ bi nhiếp thọ, thầm nghĩ nếu mình ra công niệm chuyên nhất, chắc chắn sẽ giảng sinh cực lạc. Do quá khổ mới khát khao mong được giải thoát ngay trong đời này, vì vậy mà dũng mãnh tu, chí thiết niệm Phật, nhất tâm nương vào sự che chở của Ngài. Nhờ vậy mà chúng tôi dốc lòng niệm danh Phật trong mọi thời khắc, đi, đứng, ngồi, nằm, bất kể thời gian bao lâu, cứ niệm chuyên nhất không rời, ráng tạo nghiệp chánh định. Thông qua thời gian dài hành trì niệm Phật, chuyển biến lớn đã hiển hiện. Thấy rõ nhất là nơi chồng tôi. Anh do trường kỳ sống cùng quỷ nên thần trí mê mờ, mặt bị ám đen. Từ lúc anh biết nhiếp tâm tu, kiên trì niệm Phật chuyên nhất rồi, thì đêm ngủ bắt đầu an lành. Trạng huống thân thể cũng bắt đầu hồi phục bình thường, mặt hết xám đen mà trở nên rạng rỡ. Ngày xưa lúc mới tu, hễ anh vừa niệm Phật là xin buồn ngủ, nhưng hiện nay có thể cả ngày tinh tấn niệm Phật, mặc dù nữ quỷ không hề muốn buông tha cho anh được giáng sinh cực lạc, nhưng ả cũng không còn có thể đến gần quấy nhiễu, chẳng tài nào làm chướng ngại việc niệm Phật của anh được nữa. Ả cũng hết tìm tôi quấy rầy, và tôi phát hiện những vướng mắc luyến ái trong lòng mình cũng phai nhạt đi, tự nguyện buông hết mọi ưu tư chấp trước, xin phó thác tất cả cho Phật xếp đặt an bài. Nhờ vậy mà tâm an, tôi trở nên hạnh phúc. Khi mới đến với Phật giáo, tôi từ tâm thái tạp hạnh, tạp tu mà tiến dần đến niệm Phật chuyên nhất, tạo nghiệp chánh định. Nhờ hiểu rõ và tin sâu rằng, nếu dốc tâm chuyên niệm, ắt được giáng sinh. Do vậy mà tôi kiên định an tâm nơi câu niệm Phật, sau đó còn tích cực giới thiệu mọi người pháp môn này. Cũng nhờ niệm Phật chuyên nhất mà tôi được Phật lực gia trì, khiến tâm tư mở sáng, hiểu rõ nhân quả 3 đời của ngàn năm, nhớ được tiền kiếp cả 3 đứa. Tôi cũng từng được thấy thánh dung Phật A-di-đà và chiêm ngưỡng thánh cảnh Tây Phương. Tất cả đều nhờ uy đức của câu Phật hiệu ban tặng cho. Xin chia sẻ mọi người câu chuyện của tôi, mong quý vị xem xong đều được lợi ích. Thưa Ngọc, ngày 11 tháng 4 năm 2011. Lời người dịch. Có lẽ do quá xúc động nên người viết cứ nhắc tới lặp lui, kể thuật lộn xộn.
tôi đã ráng sắp xếp để dịch cho có thứ tự dễ hiểu. Nếu còn chỗ nào khó tiếp thu, mong độc giả lượng thứ, vì khả năng của tôi có giới hạn. Chỉ mong người xem thu được lợi ích thì đó là phần thưởng lớn cho dịch giả. Chuyện bà heo năm hợi ở Sóc Trăng. Theo sư phó Tú Linh, chùa Mã Tộc tức chùa Dơi Sóc Trăng, con heo tên năm hợi chùa nhận vào năm 1989. Khi đó chùa Dơi còn khá hoang vu, cây cối rậm rạp, dơ bay rợp trời, đấu dày đặc trong vườn cây cổ thụ. Trong chùa có bà cụ Khiên là người trông nom quét dọn chùa. Đêm ấy sau một ngày mệt nhọc vì quét dọn chùa rễ cỏ ngoài vườn, bà Khiên nằm ngủ mê mệt. Trong giấc mơ, Bồ Tát Hiển Linh bảo với bà rằng ngày mai sẽ có một nữ thí chủ đến chùa xin quy y. Bà Khiên giật mình tỉnh giấc, toàn thân toát mồ hôi. Bà trở dậy thắp hương trên chính điện. Bà Khiên tin rằng Bồ Tát Hiển Linh đã thông báo với bà một tin trọng đại. Sáng hôm sau, bà Khiên dậy sớm hơn thường lệ. Vừa quét chùa, bà vừa ngó chừng ra cổng xem có ai đến không. Ngày đó chùa Dơi rất vắng, lại chỉ có một cổng nhỏ, nên ai ra vào bà đều kiểm soát được. Gác cửa mãi đến tận trưa mà chẳng thấy nữ thí chủ nào như lời Bồ Tát báo mộng. Nghĩ rằng giấc mộng không hiển linh, nên bà Khiên tiếp tục công việc quét dọn của mình. Bà Khiên ngỡ ngàng khi phát hiện ở phía sau chùa, trong vườn Dơi, có một con heo cái rất lớn đang ngủ ngon lành. Không biết heo nhà ai xông vào chùa làm ô uế không gian thanh tịnh, nên tức mình bà Khiên cầm chổi đập nhẹ vào mông đánh thức nó dậy. Tuy nhiên bà Khiên làm đủ trò mà con heo không chịu dậy, cứ ủn ỉn rồi rên la. Bà phải nhờ mấy du khách dùng que ngoáy vào tai cô nàng mới chịu ngút quắt cái đầu. Nhưng nó cứ đứng y một chỗ, không chịu nhúc nhích. Một du khách bỗng hét lên: "Heo năm móng bà ơi! Heo này thiêng lắm, là cốt tinh của người đấy. Nó vào chùa là có duyên với nhà chùa rồi ạ." Lúc này bà Khiên mới nhìn xuống chân con heo ấy. Quá ra là heo năm móng thật. Heo bình thường có bốn móng. Khi ấy bà mới giật mình nhớ lại giấc mộng đêm qua. Thì ra nữ thí chủ đến chùa quy y chính là nàng heo này. Bà Khiên không đuổi heo đi nữa mà dùng nước lá tắm cho vị khách kỳ lạ này như rửa bụi trần. Nhà chùa nghe chuyện bà Khiên kể rồi chứng kiến những biểu hiện lạ của thí chủ mới đến cửa chùa. Cũng tin giấc mộng của bà Khiên là điềm báo của Phật. Vì thế nhà chùa đã làm đủ các thủ tục cần thiết để nhận cô heo vào chùa. Bà Khiên chuẩn bị chỗ cho heo ở. Với nhà Phật, con heo cũng là một kiếp sống, nên nhà chùa đối xử với heo như mọi thành viên trong chùa. Ban ngày nó chạy rong trong khuôn viên, tối chui vào ổ ngủ, và đến bữa thì được các nhà sư mang đồ ăn cho. Thí chủ quy y kỳ lạ đó được mọi người đặt tên là Năm Hợi. Nghĩ rằng nhà chùa có khả năng hóa giải nghiệp chướng heo năm móng ba giò, nên người dân quanh vùng dắt những con heo này đến gửi nhà chùa nuôi. Thế là trên trời có đàn dơi, dưới đất có đàn heo ủn à ủn ỉn suốt ngày. Cũng từ ấy, cô heo năm hợi trở thành đại tỷ của đàn heo đặc biệt tới hơn chục con. Điều đặc biệt là đàn heo không nghịch ngợm, không ủi đất, không phá hoại lung tung, và rất lịch sự, không ý bậy bạ ra chùa. Ngày nào cũng thế, bất kể nắng mưa, sáng sớm năm hợi dẫn đầu, đàn em theo sau, xếp hàng thứ tự từ lớn đến nhỏ, lục tục ra khỏi sân chùa đi khất thực. Chúng cứ lặng lẽ đi dọc đường, qua các khu chợ, khu dân cư. Đoạn đường đàn heo đi khất thực dài hơn 3 km, qua chợ Sóc Trăng, vào tận thành phố, rồi trở về chùa đúng lúc nhà chùa sắp tụng kinh. Người dân hai bên đường thấy đàn heo đi qua thì bố thí cho đồ ăn.
có lẽ đã quy y cửa Phật nên chúng rất hiền, tuyệt nhiên không càng quấy phá phách gì ngoài đường ngoài chợ. Người dân cũng rất tôn trọng đàn heo. Nhiều bà lão khi thấy chúng đi qua nhà mình liền mời dừng lại chơi, rồi dâng trầu và các chú yển thảnh thơi nhai bõm bẽm, miệng đó tươi, nhìn rất ngộ. Ở chùa, đàn lợn cũng ăn theo chế độ ăn ngọ, tức là chỉ ăn uống trước 12 giờ mỗi ngày. Sau giờ đó là không ăn gì nữa. Khẩu phần ăn của chúng đơn giản như các nhà sư, khất thực được thứ gì thì ăn thứ đó. Đồ ăn chủ yếu là đồ chay, thế nhưng chẳng hiểu sao chúng lại lớn rất nhanh. Cô Năm Hợi đã kích cỡ khổng lồ nhất, nặng đến 400 kg, trông lừng lững như một chú voi con. Năm Hợi ở chùa được 7 năm thì viên tịch vì tuổi già. Sư phó Tú Linh của chùa Mã Tộc cho biết, cuối năm 1996, Năm Hợi chọn một nơi yên tĩnh ở góc giường chùa nằm nghỉ rồi quá một cách thanh thản, như thể tránh cho du khách viếng chùa khỏi trông thấy hình ảnh buồn. Chính những biểu hiện kỳ lạ này mà khi Năm Hợi chết, nhiều người đã đến hương khói cúng vái và họ đều xưng hô là cô Năm Hợi. Sau khi Năm Hợi cũng như những anh chị heo khác ở chùa chết cũng đều được các sư chôn cất trong nghĩa địa sau chùa. Lễ mai táng cũng đầy đủ thủ tục như mai táng người đã khuất. Sau khi Năm Hợi quá một ngày, có người đàn bà từ Sài Gòn tìm đến chùa, nước mắt sụt sùi bảo với các nhà sư. Nhiều lần người mẹ quá cố của con báo mộng rằng mẹ con đầu thai làm heo, tên là Năm Hợi, sống ở chùa Maha Túc, tức là chùa Dơi, chùa Mã Tộc. Con mong các nhà sư cho con được làm lễ cầu hồn, để linh hồn mẹ con được siêu thoát. Nhà chùa đã đồng ý để người phụ nữ này đạt được ước nguyện. Lễ cầu siêu hoành tráng xong xuôi thì người phụ nữ này chỉ đạo thợ xây ngôi mộ, vẽ hình một con heo béo tốt lên bia, ghi tên Năm Hợi với cả ngày hóa. Vải dư. Năm 1992, có một phụ nữ ở nông thôn bị đau bao tử nhiều năm không lành. Mẹ chồng cô đến hỏi Quả Lâm. Quả Lâm đáp: y phục các bé và nội y nhà các vị được may bằng đủ loại vải hết, có phải không? Bà đáp: dạ phải, là con dâu tôi may. Nó là thợ khéo tay, may giỏi nhất nhà chúng tôi. Quả Lâm lại hỏi: có phải đồ này được may từ số giải dư không quàng trả khách mà ra? Bà đáp: thuở đời nay có thợ may nào mà không ăn giải thường chứ hả? Quả Lâm bảo: tiền may cũng đã tính và thu phí rồi, thấy giải dư nhiều thì phải quàng trả, trừ phi khách nói không cần, chịu biếu cho. Nếu lấy của người tùy tiện như vậy thì là trộm. Muốn bệnh lành cần phải sám hối và phải xuất ra số tiền tương đương để làm việc công ích. Bởi vì xài trộm vật dư của dân làng thì phải làm công ích cho dân làng, như vậy bệnh mới lành. Lợi dụng tín nhiệm người khác xài trộm của người, bao gồm kẻ làm nghề xây dựng mà trộm vật liệu, thì phải tính từ con ốc, đinh vít cho đến sơn tường, vân vân. Nếu cứ lấy đại đem về tu bổ nhà mình, làm công mà trộm đồ chủ, thì những của lấy trộm đó, cho dù là người không biết thì sớm hay muộn gì quả cũng sẽ trổ trên thân thôi. Lúc đó tổn thất phải gánh, nếu đem so với những món đồ mà mình nổi tâm tham chiếm lấy, tính ra còn nhiều hơn vạn bội. Bởi nhân ác đã trồng, dẫu không trả đời này thì cũng phải trả ở đời sau. Cũng có thể xảy ra các tai nạn bất ngờ như bị người trộm, bị dọa nạt trấn lột hoặc bị lửa thiêu cháy rụi tài sản.
Bất kể bạn hành thiện hay tạo ác chi, đều là xuân gieo một hạt, thu gặt trăm hạt. Nếu đã minh bạch lý này rồi, thì phải lo tận lực sám hối cho tiêu tội. Nên đem những đồ tài vật mình từng trộm cắp, quy ra thành tiền, dùng vào việc ích lợi cho quốc gia nhân dân. Khi bồi hoàn phải tính thêm tiền lãi vào đấy. Nếu làm được vậy, thì có thể xóa tội, tạo thành lợi chung. Trong lòng bạn chẳng cần nhớ mình đã làm việc tốt gì, mà chỉ cần nghĩ mình phải hoàn trả nợ đủ chưa, và biết xin tâm sám hối, thì trong tương lai, oán kết, ắt sẽ tiêu tan. Chuyện người buôn lợn cạnh ngôi chùa ở Biên Hòa. Cách đây đã lâu, có một bác đồ tể chuyên mua lợn về giết thịt để mang bán ở chợ. Nhà bác ta bên cạnh một ngôi chùa ở Biên Hòa. Hàng ngày vào lúc mờ sáng là lúc sư cụ bên chùa theo lệ thường thức dậy tụng kinh. Và cũng theo lệ thường, sư cụ thúc chú tiểu dậy gõ một hồi chuông mai. Bấy giờ cũng là lúc bác đồ tể sửa soạn giết lợn, cho nên bác ta quen lấy tiếng chuông chùa làm chừng thức dậy làm việc hàng ngày. Cứ như thế, ngày nào cũng như ngày ấy, không bao giờ sai lạc. Một đêm nọ, sư cụ nằm mộng thấy một người đàn bà dắt 5 đứa con nhỏ đến trước mặt mình, rồi vái lấy vái để. Miệng nói, xin cứu mạng, xin cứu mạng, rối rít. Sư cụ hỏi người đàn bà, A-di-đà-phật, cứu mạng là cứu thế nào? Bần tăng phải làm gì đây? Người mẹ có bộ điệu hải hùng ấy trả lời, ngày mai xin hòa thượng hãy cho đánh chuông chậm lại, như vậy mẹ con chúng tôi rất đội ơn. Nhà sư tỉnh dậy không hiểu thế nào cả, nhưng tờ mờ sáng hôm đó dần theo lời báo mộng, sư cụ chỉ lăm răm đọc kinh cầu nguyện mà không thúc chú tiểu dậy thỉnh chuông. Lại nói chuyện hôm ấy, bác đồ tể ngủ một giấc li bì, mãi đến lúc mặt trời lên chừng một cây sào, tiếng chuông chùa mới bắt đầu vang rền, làm cho bác giật mình choàng dậy. Thấy trời đã quá trưa, bác không dám giết lợn như thường lệ, vì nếu làm thịt thì khi đưa ra đến chợ, chợ đã vắng người rồi. Tức mình vì lỡ mất buổi chợ, bác ta lật đật sang chùa trách sư cụ. Sư cụ cho biết câu chuyện nằm mộng đêm qua để phân trần với ông hàng xóm, không phải lỗi tại mình. Nhưng lúc bước chân về chuồng lợn của nhà mình, thì bác đồ tể ngạc nhiên thấy con lợn cái trong chuồng mua ngày hôm qua toàn giết thịt sáng đó, đã đẻ được 5 con lợn con. Vừa mừng vừa sợ, bác ta kể cho mọi người biết sự việc lạ lùng. Đúng là linh hồn người đàn bà ẩn trong con lợn cái đã tìm cách cứu bầy con của mình khỏi chết. Tự nhiên bác đồ tể đâm ra suy nghĩ, bác thấy bàn tay của mình đã từng vấy máu biết bao nhiêu là sinh mạng. Trong một lúc hối hận đến cực điểm, bác ta cầm cả con dao bầu chạy sang chùa bộc bạch nỗi lòng với sư cụ. Bác ta quả quyết cắm con dao của mình trước sân chùa, thề trước Phật đài, từ nay xin giải nghệ. Viên cư sĩ. Mùa hạ năm 2004, tôi đến thăm cư sĩ Quả Trụ, gặp một đồng nghiệp là viên nữ sĩ. Cô mới vừa theo Phật giáo. Cô kể 2 năm trước, cảm thấy tim mình bị đau, đập nhanh, thường có cảm giác hồi hộp, khó chịu, nhưng đi khám không ra bệnh. Tôi hỏi, mấy ngày trước khi phát bệnh này, có phải cô đã từng ăn ba ba? Cô nói với vẻ quả quyết. Không hề có, tôi đâu ưa ăn mấy thứ này. Chẳng đúng, cô nhớ lại xem, chuyện xảy ra trong buổi họp mặt, lúc ấy trên bàn tiệc có canh ba ba. Mọi người đều cho đây là thức ngon đại bổ, xúm nhau khuyên ăn. Tuy cô không ưa, nhưng vì lịch sự nên đã múc cho mình khoảng một chén để dùng.
Cô kiểm lại xem có việc này hay chăng? Viên nữ sĩ động não một lúc rồi kinh ngạc nói. Quả thực có việc này, nhưng chỉ một chén canh ba ba mà cũng bị báo ứng như vậy ư? Dù cô chỉ ăn một chén canh thịt ba ba, thì ngay đó đã kết ác duyên cùng chúng sinh rồi. Cô nghĩ xem, nếu có người đem cô giết rồi nấu canh ăn, cô đối với họ không xin lòng oán ư? Còn ba ba này hiện đang hướng tôi tố cáo tội lỗi của cô đấy. Vậy tôi phải làm sao? Biết mình làm sai thì phải phát tâm sám hối. Hễ làm tổn hại ai á thì nhất định phải hướng người đó xin lỗi. Từ rày trở đi, tận đây lòng cô phải hướng con ba ba mình từng ăn qua xin lỗi, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng cầu siêu cho nó và xin nó tha thứ. Còn cô phải phát nguyện vĩnh viễn không sát sinh. Hãy thử làm như vậy xem. Một tháng sau, cô mách với cư sĩ quả trụ. Sau khi cô làm y theo lời tôi bày, thì bệnh tim đã hoàn toàn lành. Có một điểm cần nêu rõ. Chúng ta không nên uống thuốc có thành phần động vật trong đó, vì làm vậy cũng giống như ăn thịt. Còn câu sấm văn nói, dùng độc dược hại chúng sinh. Ta có thể hiểu tương tự như thuốc diệt chuột, giết côn trùng. Chuyện dùng độc hại người tuy chúng ta không thường thấy, nhưng có thể hiểu là hiện nay rất nhiều người ham làm giàu đã cho thêm vào thực phẩm các chất gia vị độc, gây tổn hại đến sức khỏe con người và vật. Quả báo này khi trổ sẽ khiến họ khổ không kể xiết. Còn nữa, mỗi lần gặp dỗ quẩy, lễ tiệc hay mừng năm mới, người ta thường sát sinh hại vật, hại cá tôm, giết thú cầm. Phạm những tội này cần tha thiết sám hối. Phòng dịch kinh. Năm 1995, có cô Ni làm trong ban phiên dịch thuộc một tự viện ở Mỹ Quốc. Cô đến hỏi Quả Lâm, không biết vì sao mấy ngày nay trong người cảm thấy không khỏe. Quả Lâm hỏi, có phải trong phòng chứa nhiều kinh Phật? Đương nhiên rồi, tôi làm công tác phiên dịch kinh mà. Nhưng bình thường cô để kinh rất lộn xộn. Kinh sách nhiều quá nên tôi không chú ý đến. Vậy sư hãy về kiểm lại xem. Nếu thấy kinh sách để trên bàn mà có quyển nào bị rớt xuống, thì hãy lượm lên sắp cho ngày ngắn. Như vậy thì chỗ bệnh khó chịu nơi thân sẽ lành. Vậy sao? Để tôi về kiểm xem. Việc này hệ trọng dữ vậy ư? Kinh là pháp bảo hiện hữu, giống như có Phật tại đó. Do vậy mà được Thiên Long Bát Bộ hộ vệ. Nên khi có quyển kinh rơi xuống, dù sư không biết, nhưng hiện vẫn có một vị thần hộ pháp đang đứng đó hai tay nâng đỡ mãi. Vị thần này phải ở tại đó suốt mấy ngày nay rồi. Sư rất có lỗi vì đã khiến cho thần hộ pháp không thoải mái. Như vậy thì sao bản thân sư dễ chịu được chứ? Mong sư từ nay về sau, đối với kinh sách phải hết sức chú ý cẩn thận. Cất giữ nên tôn kính, trân trọng hết lòng. Cô Ni này về chùa kiểm xem, thì thấy quả thực có quyển kinh trên bàn bị rớt xuống, nên vội chỉnh lại và sám hối trước Phật. Sau đó cô hướng thần hộ pháp xin lỗi, thì bệnh đau trên thân liền lành. Mọi người thử nghĩ xem, đối với Tam Bảo không phải do ác ý, vô tình mà lỡ phạm sai sót cũng còn lãnh ác báo. Huống nữa là những ai cố ý phá hoại kinh tượng, không cung kính Tam Bảo, thì hậu quả có thể tưởng tượng được. Sám văn. Khẩu nghiệp là cửa quả của tất cả oán thù, cho nên chư Phật dạy không được nói hai lưỡi, nói lời hung ác, nói dối, nói thêu dệt. Nên biết lời nói ác đem lại tai họa không ít, phải trả báo rất nặng.
giải thích. Ác báo do ba nghiệp tạo ra rất kinh khủng. Trong kinh Hiền Ngô kể, có vị trưởng giả sinh ra không có tai, mắt, lưỡi, vân vân, là do làm chứng gian, nói dối. Cảnh báo chúng ta hiểu là nghiệp vọng ngữ rất đáng sợ. Tà kiến bán tam bảo. Tôi có vị sư đệ tên Quả Trí ở Thượng Hải. Mẹ chồng cô tin Phật mấy mươi năm, nhưng là người tà kiến, ngàn bướng khó độ, luôn luôn cho mình là đúng. Lại hay ác khẩu, ưa phê bình, nói lỗi người. Vào thời tà giáo Pháp Luân Công thịnh hành, bà biến thành đại tướng tiên phuông, hăm hở gồm kinh sách tượng Phật trong nhà đem thiêu hủy hết và bắt đầu tuyên truyền tà giáo, phỉ báng Phật Pháp. Nửa năm sau, miệng bà sinh ung bướu, phải mổ hai lần, sau đó còn bị may cả hai mép. Miệng thường rỉ nước hôi dơ nên thường dùng khăn lau mãi và phải mổ tới lần ba. Mổ rồi thì bệnh lại tái phát tiếp diễn mãi không lành. Khi tôi tới nhà Quả Trí, thấy mặt bà đã đổi sắc xanh đen. Tuy thân không còn khỏe, nhưng bà vẫn rất cố chấp, ôm tà kiến mạnh mẽ, hung hăng không chịu nghe ai khuyên. Tôi bảo Quả Trí hãy tụng kinh Địa Tạng giúp cho mẹ chồng, bởi bà tạo ác quá nhiều, hủy bán tam bảo, vọng ngữ tà kiến, tội khẩu nghiệp quá nặng. Bà lại hay sát sinh ăn thịt, không nghe ai khuyên, mạng của bà không còn thọ nữa. May là có con dâu tu theo chính pháp, biết giúp bà, nếu không chắc chắn bà sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ Thọ khổ. Ngày 14 tháng 4 năm 2007, Quả Trí gọi điện báo tin mẹ chồng cô mất ngay sáng hôm đó, thống khổ không thể tả. Mặc dù dưới sự hướng dẫn của Quả Trí, cộng đồng gia quyến dù không tin Phật cũng ráng hộ niệm cho bà gần 2 tiếng. Trong suốt quá trình niệm Phật, Quả Trí luôn quỳ cạnh mẹ chồng. Cô thấy mặt bà đang biến tướng rất hung dữ, thầm đoán biết bà đi về nơi không tốt. Nhân viên kỹ thuật hàng không. Năm 2004, tôi và sư đệ Quả Trụ gặp một chuyên viên kỹ thuật hàng không. Do con trai ông bỗng phát bệnh thần kinh, gây ầm náo, khiến chòm xóm chung quanh chẳng an. Ông đã tốn nhiều tiền mà không trị hết, nên vội đến tìm chúng tôi, xin giải thích dùm. Con ông bị bệnh như vậy là do nguyên nhân gì? Quả Trụ hỏi. Có phải mấy năm trước ông từng giết chết một con bồ câu? Ông lúng túng một hồi rồi ấp úng thưa. Lúc đó tôi công tác tại Thái Nguyên, có con bồ câu đưa thư bay tới chỗ tôi. Tôi bắt nó nuôi mấy ngày, sau đó thèm quá nên giết làm thịt cho cả nhà ăn. Còn bồ câu ấy hiện đang đeo theo để chờ thời cơ báo thù cả nhà ông. Do hiện thời phúc ông còn nhiều, sức khỏe quá tốt nên nó chưa thể báo oán ông. Còn con trai ông do thân thể suy nên nó được dịp quấy phá. Chỉ còn cách này, ông nên phát nguyện ăn chay, hãy vì con chim mà cầu siêu. Ông có làm được không hả? Ông ta hùng hổ đáp. Chẳng hề chi, đừng nói là không được ăn thịt và phải tụng kinh. Cho dù phải thực hiện những điều khó hơn thế nữa, thì vì con trai, tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Được mấy tuần, ông gấp rút gọi điện hỏi Quả Trụ. Từ hôm đó trở đi, tôi hoàn toàn làm y theo lời ông dạy. Thấy con tôi mấy ngày qua tình trạng rất tốt. Nhưng mới hồi hôm này, nó lại nổi cơn, quấy gây ầm náo. Nguyên nhân là do đâu? Ông có làm y như tôi bày không? Có mà. Mấy hôm nay tôi một bề ăn chay, ngày nào cũng tụng một bộ kinh Địa Tạng để siêu độ con bồ câu. Không đúng. Mấy ngày nay ông ăn sủi cảo nhân thịt mà.
Ông vừa nghe, xấu hổ nói. Vợ tôi làm sủi cảo ăn, tôi thèm quá, nên có ăn một tí xíu, chỉ một cái thôi hả? Ăn một cái thì cũng không tính là ăn chay. Hồi đầu ông phát nguyện như thế nào? Ông nói hùng hồn ngon lành vậy mà làm không tới nơi. Ông tái ăn mặn, làm tổn hại chúng sinh. Thế thì làm sao nó có thể tha thứ cho ông được? Ông ta lúc đó xấu hổ khó kham, luôn miệng hứa là sẽ không ăn mặn nữa. Mấy tháng sau khi liên lạc lại, con ông quả nhiên đã hết bệnh. Con đường tu giống như đi học. Nếu bạn muốn biết chữ để đọc báo thôi, thì chỉ cần tốt nghiệp sơ trung là đủ. Còn muốn học chuyên khoa để tương lai làm về kỹ thuật, thì phải vào trường kỹ thuật chuyên nghiệp. Còn nếu ôm hoài bão cao, muốn trở thành khoa học gia, giáo sư, vân vân, thì bắt buộc phải thi đậu vào viện nghiên cứu, tức là đại học, mới có thể thành tựu. Đương nhiên, mục tiêu càng cao, ắt thi cử thử thách phải nhiều và hy sinh càng lớn, học phí tốn cũng bộn. Có người quan niệm, chỉ cần không làm người xấu, dù có làm nữ hay nam, gì cũng tốt. Nhưng có kẻ lại cho rằng, phải thường bố thí để tương lai sinh ra được giàu sang. Dù có quan niệm thế nào, bạn cũng cần nhớ kỹ, ăn thịt là sát sinh. Nếu ăn thịt chúng sinh thì không bảo đảm tương lai bạn sẽ sinh làm người. Còn muốn sinh lên trời hưởng phúc thì bạn phải trì ngũ giới, tu thập thiện. Nếu muốn xuất tam giới thì bắt buộc phải tu hành theo bốn điều thanh tịnh trong Kinh Lăng Nghiêm dạy. Phải đoạn hẳn, sát đạo, dâm vọng. Nếu muốn thành Phật, Bồ Tát thì phải tu lục độ. Tùy theo chí hướng và tâm nguyện mà ta phải trải qua nhiều cuộc khảo thí. E rằng so với đường tăng trong Tây Du Ký không phải chỉ có 81 nạn, mà có thể nhiều đến 8.000-4.000 nạn. Những ai phỉ báng hiền thánh, tất phải chân thành sám hối mới có thể diệt trừ quả báo địa ngục. Có người thấy sư phụ vừa viên tịch thì lập tức phản bội, chẳng tuân thủ lời dạy, còn bài xích chống đối, kết bè dưỡng phái, chẳng hề biết hành vi khi sư diệt tổ này sẽ khiến mình sau khi chết đi phải vào địa ngục A Tỳ thọ tội, không có ngày ra. Hai mẹ con. Ở Thượng Hải có nữ sinh viên đại học năm 2 tin Phật theo mẹ. Hôm nọ cô quyết tâm trì giới, thệ dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường. Biết ngài Tuyên Quá từng phát nguyện, ai không gặp ngài mà muốn quy y ngài thì đối trước hình ngài lễ dạng lại, liền trở thành đệ tử ngài, được ngài ban cho pháp danh như sau. Đặt tên quả đứng trước chữ cuối tên đời của mình, thành là pháp danh. Hai mẹ con họ quyết định mỗi ngày lễ hòa thượng Tuyên Quá 300 lại, nguyện làm đệ tử ngài. Cô con gái còn nói, nếu mẹ lại xong dạng lại trước thì là sư huynh, mình làm sư đệ. Ngày đầu tiên khi con gái lại được 37 lễ thì bỗng thấy ngài Tuyên Quá ngồi trên ghế trước mặt, tay cầm tích trượng, toàn thân phóng kim quang, mỉm cười hiền từ nhìn cô. Cô kinh ngạc mừng vui gọi mẹ, nhưng mẹ cô chạy đến thì chẳng thấy gì. Từ đó cô lễ lại thành tâm gấp trăm lần. Lễ xong một dạng, do tình cô là Di, khi ghép chữ quả vào ở trước thành là pháp danh Quả Di. Mẹ cô lễ dạng lại xong trước con gái, tuy bà không thấy hiện tượng lạ hay điềm lành gì, song vẫn rất kính tin ngài Tuyên Quá. Hôm nọ hai mẹ con ngồi trên giường đùa giỡn, con gái hứng chí đưa tay đấm vào vai mẹ. Mẹ cô vừa cười vừa la. Sư phụ, ngài chẳng quản đệ tử, để nó đấm con đây này. Bà vừa dứt lời thì thấy con gái buông tay xuống,
mặt mỉm cười, lộ vẻ xấu hổ, không nói chi. Người mẹ hỏi con: Sao thế? Cô gái đáp: Con bị sư phụ phê bình là không biết quy củ, nề nếp, chẳng tôn trọng mẹ. Tôi trích kể câu chuyện nhỏ này cho độc giả nghe là muốn chứng minh, nếu bạn có tâm thành thì sẽ chiều cảm ứng cùng chư Phật Bồ Tát và tất cả chúng sinh. Cho dù nhất thời bạn không nhìn thấy chư Phật Bồ Tát, nhưng chư Phật Bồ Tát vẫn luôn tồn tại. Giống như trong kinh Đại Thừa Bổn Sinh Tâm Địa Quán đã ghi: Giả như chúng sinh tôn kính Như Lai, hoan hỷ tu hành Pháp Đại Thừa, tôn trọng Tam Bảo, người này nhất định nghiệp chướng tiêu trừ, phúc huệ tăng trưởng, thành tựu thiện căn, sớm được thấy Phật, vĩnh lìa sinh tử, chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Mong mỗi người chúng ta hãy tự cố gắng tu, sớm viên thành đạo. Chúng ta từng đi khắp lục đạo. Một ngày vào năm 1988, con gái tôi tan học về nhà, nó cất xe đạp xong thì kể: Vừa rồi tại ngã tư Hải Quan, người đạp xe đông đúc, con tình cờ nhìn qua, bất ngờ phát hiện ông cưỡi xe bên trái con là mình dê chân người. Con liền nghĩ, đây là ảo giác, có thể người này kiếp trước là từ kiếp dê chuyển sinh làm người. Thời điểm đó chúng tôi chưa đến với Phật giáo. Khi con quay sang nhìn người bên tả thì thấy họ toàn thân là ếch. Con bèn phóng mắt nhìn chung quanh xa hơn, thấy chỉ có số ít mang thân người, còn lại đa số là các loài như heo, trâu, bò, chó, chuột, mèo, voi, thỏ, hổ, sói, vân vân. Tính ra có đủ loại, lớn nhỏ không đồng. Tôi hỏi: Thế con có sợ chăng? Nó đáp: Có gì mà phải sợ, đấy là lưu ảnh thân dáng đời trước của họ, hiện tại chẳng phải tất cả đều đang mang thân người rồi hay sao? Tôi lập tức hiểu ra, vì sao có người giàu lòng từ bi ưa giúp đời, nhưng lại có nhiều kẻ ưa trộm cướp giết người. Vì sao có kẻ mê ăn thịt, nhưng có người lại không thể ăn mặn. Có lẽ tất cả đều liên quan đến việc này. Lúc đó tôi rất buồn cười. Hễ ai đến nhà là tôi ráng soi nhìn lai lịch họ. Nếu như nhìn thấy là trâu ngựa, thì tôi sẽ cho người này tính thật thà trung hậu. Hễ nhìn thấy tướng sư tử, sai lang, hổ báo, thì tôi biết những người này rất hung dữ. Còn nếu nhìn thấy chồn, chuột, thì lo đề phòng, họ sẽ trộm đồ. Nếu nhìn thấy hồ ly thì biết người này thông minh xảo quyệt. Cho đến một hôm tôi nghĩ đến bản thân mình, cũng thắc mắc muốn biết tiền thân mình thế nào. Thế là tôi lập tức quan sát ngay, hóa ra là súc sinh. Tôi thất vọng quá cỡ, bởi tôi cứ đinh ninh chắc mẩm thầm rằng mình đây ắt phải là một vị thần tiên nào đó. Kể từ đấy tôi chẳng thèm phí công quan sát, nhìn, tìm, soi lai lịch ai nữa. Cho đến khi lần đầu tiên xem qua quyển sách Phật giáo Giác Hải Từ Hàng, tôi mới biết là có sáu cõi luân hồi. Tiếp đến tôi đọc cuốn Khai Thị của Ngài Tuyền Hóa, tìm được con đường tu hành, nỗ lực tu và tiến thẳng đến hôm nay. Tôi thấy mình được gặp Phật Pháp là cực kỳ may mắn. Thực ra mỗi người đều có vô số tiền kiếp. Nếu ta nhìn thấy một đời nào đó thì cũng giống như mộng huyễn, đều không phải là ta chân thực. Cho nên, nhiều người hiếu kỳ muốn biết xem tiền thân tiền kiếp của mình là gì và chấp chặt vào đó. Phải biết điều này là sai và hoàn toàn không cần thiết. Quá khứ đã qua không trở lại, thân người ta mang hôm nay cũng là tạm thời, chỉ là hư vọng mà thôi. Nếu chẳng nắm ngay thời cơ này ráng tu cho liễu sinh thoát tử thì rất uổng phí.
ta tuyệt không nên tiếp tục sai lầm, đánh mất cơ hội thoát ly tam giới trong đời này. Vì vậy, xin quý vị hãy chịu khó tinh tấn. Đối với Phật Pháp, cần tinh sâu, hành thâm, mới có thể ngày ngày hưởng thọ pháp hỷ sung mãn. Nếu lúc nào cũng có Phật trong tâm, thì ưu tư làm chi chuyện mình xin trước hay sau Phật, không có phúc duyên hiện hữu ngay thời Phật trụ thế. Chúng ta ngày nay tuy sinh ra không gặp Phật, nhằm đời mạt pháp, nhưng có đủ tính tâm, sáu căn thanh tịnh, đi lại vừa ý, đứng ngồi tự do, vô ngại. Những quả báo tốt đẹp ấy đều do duyên lành đời trước, nhờ ân tam bảo khiến phát tâm bồ đề. Những lợi ích như thế vô lượng vô biên, không thể kể xiết. Vậy chúng ta há không báo ân cúng dường tam bảo hay sao? Muốn báo ân Phật, cần phải phát tâm bồ đề, lập bốn lời thệ nguyện rộng lớn, tạo vô lượng duyên lành, trao dồi tu sửa thân tâm. Ấy là kẻ trí biết báo ân Phật. Chú thích: 1. Khi chưa đến với đạo, Quả Lâm và Quả Khanh đã có khả năng nhìn khác thường này rồi. Dịch giả cũng có một người bạn là Việt Kiều. Chị kể từng đi du lịch Trung Quốc và đến tham quan Vạn Lý Trường Thành. Hôm đó khoảng 8-9 giờ sáng, chị bỗng nhìn thấy đám đông xung quanh toàn là mình người đầu thú. Chị sợ quá, ngã ra ngất xỉu. Bạn bè phải kêu xe đưa chị về khách sạn nghỉ. Tôi hỏi: ở các nước khác chị có thấy giống vậy chăng? Chị đáp: không. Tôi nghĩ có lẽ chị bất chợt nhìn thấy giống Quả Lâm mà thôi. Xin con như ý. Có một thanh niên sinh trong gia đình Phật giáo đồ tại Sơn Tây. Từ nhỏ kính tin Phật, tốt nghiệp bậc trung học. Sau anh lên Bắc Kinh làm công cho người, nhờ thông minh lanh lợi nên giúp cho công ty giám đốc phát to. Vì vậy giám đốc quyết định giao xí nghiệp cho một mình anh trông coi phát triển. Anh có tài nên làm ăn khấm khá, dần dần trở thành phú ông vạn ức. Anh trọng hành bố thí, cưới vợ xinh đẹp giỏi giang. Cô vợ sinh con gái đầu lòng, 3 năm sau lại mang thai tiếp. Thai được 8 tháng, đi siêu âm thì là nữ. Vợ anh bèn hỏi tôi: cô từng ở trước Phật cầu xin con trai, chồng cô đã bỏ ra 100 vạn để sửa chùa tạc tượng, in kinh, nhưng vì sao vẫn không được như nguyện? Tôi đáp: đây là do tuy tin Phật mà không chịu giữ giới. Có phải hai vị ngũ giới không thanh tịnh? Cô nói: làm ăn giữ giới rất khó, nhất là chồng cô. Tôi bảo: nếu cô muốn sinh con trai thì phải ở trước Phật phát nguyện. Từ nay trở đi xin dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, nguyện giữ ngũ giới, cầu Phật ban cho đứa con trai có thể hoằng pháp lợi sinh giúp đời. Mỗi ngày còn phải tụng một bộ kinh Địa Tạng, niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát vạn lần. Làm được vậy thì thai nữ có thể sẽ chuyển thành nam. Cô nói: còn 1 tháng nữa là sinh rồi, còn chuyển đổi được hay sao? Phật thuyết tất cả do tâm tạo. Những điều Phật giảng trong Quan Thế Âm Bồ Tát Phẩm Phổ Môn đều là chân thực không dối. Nếu cô không tin thì xem như tôi không có nói. Thế là cô lập tức đến trước Phật thắp hương quỳ phát nguyện y như tôi bày. Tôi viết thêm câu chuyện này vào đây là bởi vì cô đã sinh ra một bé trai kháu khỉnh dễ dàng, tính đến giờ được 12 ngày rồi. Khi cô vừa rời phòng sinh thì vội gọi điện báo hỷ tin cho tôi ngay. Thai nữ chuyển thành nam, bạn nói có vi diệu không hả? Lưu Kế Toán.
năm 1989. Hôm nọ, lúc dùng cơm tối, vợ tôi kể về Lưu Kế Toán là đồng nghiệp làm chung công ty và hỏi con gái, không hiểu vì sao bà Lưu liên tục bị mất trộm. Lần thứ nhất, bà Lưu cưỡi xe đạp đi làm thì bị mất trộm. Sau đó bà mua chiếc thứ hai, đi làm được nửa tháng thì lại bị mất. Một tuần sau, bà mua chiếc thứ ba, vừa chạy về mới dựng dưới nhà để đi lên lầu lấy đồ chuẩn bị đi làm. Khi xuống lầu thì chiếc xe đã biến mất. Tức quá, bà khóc một trận. Vì trong một tháng mà bị mất liên tiếp ba chiếc xe đạp. Người chung quanh ai cũng cảm thông, đồng xúm nhau rủa thằng ăn trộm thất đức. Bởi Lưu Kế Toán tính tình tốt, hay giúp người, ở công ty năm nào cũng được bầu chọn khen thưởng. Bà làm việc giỏi, xã giao khéo. Theo ý vợ tôi, bà tốt như thế, vì sao thường bị ác báo? Quả Lâm hỏi, mẹ ơi, có phải vì Lưu thường hay lấy giấy của công ty đem về nhà? Nghe con gái nói, tôi hiểu ra ngay. Thời đó bao bì, thùng chứa bánh kẹo là loại giấy bối vàng. Vợ tôi thường mách rằng, trong công ty từ cán bộ đến nhân viên, đa số đều lấy giấy trong sở đem về nhà dùng, làm giấy vệ sinh. Lúc đó tôi còn hỏi vợ, sao em không lấy đem về nhà dùng? Vợ tôi nói nàng không dám làm vậy, bởi cảm thấy hành động này cũng chẳng khác chi ăn trộm. Nàng là một kẻ, hễ thấy người làm việc xấu thì mình đã phát run trước nhất. Con gái tôi nói, dì Lưu thường đến quầy thương phẩm, lấy giấy công ty đem về nhà xài, mà đó không phải là hàng xấu hay phế phẩm. Do dì thường lấy đồ quốc gia đem về làm của riêng, nên việc mất xe đạp chỉ là chuyện nhỏ. Nếu dì cứ tiếp tục lấy của công đem về dùng riêng, thì tương lai nhà dì sẽ bị trộm cướp giếng. Nghĩa là sẽ bị mất những thứ giá trị còn lớn hơn ba chiếc xe đạp nữa. Quả nhiên 6 tháng sau, vợ tôi kể, nhà bà Lưu lại bị trộm viếng, truyền hình, máy thu âm, tiền bạc, vân vân đều bị mất. Tính ra tổn thất rất lớn. Bà là ai? Cuối năm 2006, Văn cư sĩ ở phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang gọi điện kể, nửa tháng trước cô gặp một việc, đến giờ nhớ lại vẫn còn sợ vô cùng. Cô thuật lại câu chuyện như sau. Tòa lầu nhà tôi trú ngụ rất gần đường lộ, cách công ty sản xuất thực phẩm chay của tôi chỉ có 2 ngã tư. Chồng tôi là bác sĩ bệnh viện thì ở cách xa nhà tôi. Hơn 7 giờ sáng tôi mới ra khỏi cửa. Cổng nhà đối diện đường lộ, phía trong có một kệ để giày. Tôi có thói quen mỗi sáng sớm trước khi đi làm, thường lau nhà sạch sẽ từ trong ra ngoài. Đến lúc lau đến cửa, thì tôi dựng cây lau qua một bên, lấy giày trên kệ thay xong thì lui ra và khóa cửa lại. Ngày nào cũng vậy. Hôm đó, tôi lau nhà vừa xong, đang chuẩn bị ra khỏi cửa thì bên ngoài có người nhấn chuông. Tôi ra mở cổng, thấy một bà nhà quê ăn mặc sạch sẽ tươm tất, mỉm cười đứng trước cửa. Tôi hỏi, thưa, dì tìm ai ạ? Bà cười nói, tìm cô đấy. Khuê nữ ơi, ta là dì con nè, không nhận ra hay sao? Tôi nghi ngại, nói, mẹ tôi không có chị em gái chi cả, nên tôi đâu có gì. Bà nhìn nhầm người rồi. Bà ta nói, ôi chao, người ở thành thị, ngay cả bà con thân thích cũng quên hết ráo. Rồi bà có vẻ lúng túng không biết làm sao, nên định bỏ đi. Khi đó tôi thấy tội nghiệp, bèn kêu, dì ơi, dì có việc chi muốn nhờ con chăng? Nếu có thể giúp được, con sẽ làm. Bà liền quay người lại, nói, thế thì tốt rồi, nhưng mà nói, ở đây hả?
Thực tình tôi không muốn mời bà vào nhà, vì thấy giày bà dính đầy bùn đất, mà nhà tôi thì vừa mới lau xong còn ướt. Nhưng đây là một bà lão, tôi không thể làm gì khác hơn, bất đắc dĩ đành phải mời bà vào nhà. Khi ngồi xuống ghế sofa, tôi nghĩ thầm, lát nữa mình phải lau nhà lại thôi. Tôi hỏi, vì có chuyện chi cần, xin hãy nói ra, xem con có thể giúp được chăng? Bà mỉm cười nói, cũng không có gì quan trọng, chỉ là ta lên thành mua đồ, còn thiếu chút tiền, nên muốn tìm cô để mượn một ít. Tôi nghe vậy liền nói, không hề chi, con sẽ cho dì, nhưng xin mời dì đến công ty lấy nha. Do nhà chúng con hay bị trộm vào, mà chúng con đều đi làm cả, trong nhà lại không có ai, vì vậy mà tiền bạc đều cất ở công ty, cách đây không xa lắm, đi 5 phút là tới. Vừa nói tôi vừa đưa tay kéo bà ra, do sợ trễ giờ làm. Nhưng bà lão không nhúc nhích. Bà nói, không cần phải thế đâu, tôi chỉ mượn 30 đồng trong túi cô là đủ rồi. Vừa nói bà vừa đưa tay chỉ vào túi bên phải của tôi. Tôi nói, dì à, trên mình con thiệt không có tiền. Tôi đáp và đưa tay sờ vào túi, bỗng phát hiện trong túi mình giống như là có tiền, liền rút ra xem, quả nhiên có đúng 30 đồng. Trong lòng tôi cảm thấy kinh ngạc, nhưng do nôn đi làm nên tôi vội kéo bà ra cửa, vừa nhét tiền vào tay bà, vừa giải thích. Con phải đi làm rồi, nếu không đủ thì bà đến công ty đồ chay tìm con mà lấy nha. Bà nói, con gái à, con từ nhỏ đã tốt bụng, tương lai sẽ làm nên việc lớn đấy. Tôi một tay mở cửa, tay kia dẫn bà ra, cúi đầu chào từ biệt. Dì đi thong thả nhé. Rồi tôi đóng cổng lại, nhưng khi ngó vào trong thì phát hiện 30 đồng mình vừa cho bà lão đang nằm trên kệ giày. Thật vô lý, làm sao có việc này được chứ? Bởi lúc tôi cho tiền thì đã kéo bà đi ngay ra cổng, đâu hề thấy bà lui vô tới gần kệ mà kịp để tiền. Tôi vội quay ra nhìn quanh tìm bà lão. Lúc này người đi đường thưa thớt, thời gian chỉ trong nháy mắt, nhưng không còn thấy bóng dáng bà đâu. Trong lòng quá thắc mắc, tôi liền quay vào nhà, thuận tay cầm cây lau định lau nhà. Nhưng tôi tròn mắt ngạc nhiên, vì nền nhà tuy vẫn còn ướt như cũ, song không hề thấy vết giày bùn của bà lão lưu lại. Lúc đó tôi bỗng sợ đến nổi óc, kinh quản đến toát mồ hôi đầm đìa. Bởi hồi nhỏ tôi thường nghe người lớn nói, quỷ đi trên đất không lưu dấu chân. Còn nữa, vì sao bà biết trong túi tôi có tiền và nói ra đúng con số 30 ngàn, trong khi ngay cả chính tôi còn không biết? Và tại sao tiền tôi đã đặt vào tay ngay lúc bà ra khỏi nhà rồi, vậy mà bà vẫn có thể bỏ lại trên kệ giày? Vì sao bà mới vừa ra cổng nhưng trong chớp mắt thì đã tìm không thấy? Tôi chạy một hơi tới công ty, khi các bạn đồng nghiệp nhìn thấy tôi đều ngạc nhiên hỏi, vì sao mặt giám đốc lại tái nhợt không còn chút máu như thế? Họ đồng đoán rằng chắc nhà tôi vừa xảy ra chuyện lớn nên xúm nhau hỏi thăm. Tôi hấp tấp kể lại chuyện vừa xảy ra. Nhân viên thứ nhất nói, giám đốc ơi, bà đó nhất định là quỷ rồi, bởi vì quỷ sợ ánh sáng nên phải lo mà biến mất trước ban ngày. Vì bây giờ mặt trời lên đã hơn một tiếng rồi nên đâu còn thấy quỷ nữa. Người thứ hai thì bảo, bà ta bỏ tiền lại là không có ý lấy của hay hãm hại giám đốc chi. Người thứ ba lại nói, bà lão này nhất định là thần tiên, do quá khứ có duyên nên tìm đến điểm quá cho chị đó. Nghe họ nói một hồi tôi bớt sợ, nhưng vẫn không dám về nhà một mình. Kể xong câu chuyện, cô nói, bây giờ xin ngài vui lòng giải đáp giúp tôi,
Tôi mỉm cười bảo, chúc mừng văn giám đốc. Nhân viên thứ ba nói đúng. Bà ấy đến là điểm quá cho cô. Tương lai sẽ làm nên việc lớn. Bà cũng thử xem cô có tâm từ bi và có lòng bố thí hay không. Cô hỏi tôi, tôi sẽ làm nên việc lớn gì ạ? Có phải công ty sản xuất đồ chay của tôi sẽ ngày càng phát chăng? Tôi đáp, không phải. Nghĩa là sẽ có ngày cô làm nên việc lớn, hoằng pháp lợi sinh. Bà lão không là quỷ, cũng không phải tiên, mà chính là hóa thân Bồ Tát Quan Thế Âm. Cô nghe xong hết sức mừng rỡ. Tôi bảo cô, không nên âu lo, hãy dốc sức tu tập, chỉnh sửa lại tất cả tật tính khuyết điểm của mình. Dùng tứ chủng thanh tịnh minh hối trong kinh Lăng Nghiêm làm kim chỉ nam. Thường tự phản tỉnh, kiếm lỗi mình để sống không phạm sai lầm. Ráng tô bồi phẩm hạnh cho ngày càng hoàn mỹ. Được vậy thì sẽ có nhiều người vây quanh cô, quy hướng nương hợp. Cuộc điện đàm kết thúc trong vui vẻ. Sau này cô trích máu, chép kinh Địa Tạng và tứ chủng thanh tịnh minh hối, tu hành rất tinh tấn. Chư Phật Bồ Tát và các hộ pháp thiện thần lúc nào cũng chiếu cố chúng ta nếu chúng ta nỗ lực tu tốt. Tháng 11 năm 2003, tôi cùng chư sư và các cư sĩ đi tham bái đạo tràng Lục Tổ ở Nam Hoa Tự. Bỗng có một cư sĩ bị vấp té, suýt nữa thì làm hư tượng Lục Tổ, cao gần 3 mét, và đại thiền trượng nặng 800 cân, là vật trân quý nhất Phật môn. May có vị thần hộ pháp quá hiện thân người, âm thầm hộ trì, nhờ vậy mới biến nguy thành an. Việc Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân giáo hóa người, vào thời kỳ đầu mới học Phật, tôi đã từng gặp qua. Ngài dùng đủ loại hình thức giúp chúng ta thành tựu đạo nghiệp. Chỉ có thực hành câu, thấy tất cả đều là Bồ Tát, mình là phàm phu đầy đủ, thì mới không phạm lỗi. Nếu không làm được vậy, thì xem như thi chẳng đậu, sẽ phải xấu hổ đối với sự gia hộ của chư Phật Bồ Tát. Phải biết trong số dâm nữ, quả phụ, đạo tặc đều có thể là hóa thân chư Phật Bồ Tát hoặc A-la-hán ẩn trong đó, đến để trui rèn giúp cho ta thành tựu. Ngay trên trời cũng có rất nhiều thần, mỗi vị giữ một chức, có trách nhiệm riêng, ai lo việc nấy. Những người ở thế gian tâm cực kỳ thanh tịnh cũng có thể giao lưu cùng họ. Như trong số chư thần, có thần ẩm thực. Đối với người trì giới, những người tu học Phật, dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, vị thần này sẽ đặc biệt hộ trì. Trong vô hình u ẩn, ông ngầm giúp cho việc làm cơm tăng thêm mỹ vị, khiến thức dùng trở nên rất ngon. Mong lấy đây làm trợ duyên tăng thêm đạo tâm cho người học Phật. Đó là công đức mà ông muốn tạo ra. Những vị thần chủ quản về ẩm thực, ngay cả việc bạn hàng ngày ăn gì, không nên ăn gì, đến lúc nào bạn không có đồ ăn, họ sẽ dựa theo nhân đời trước của bạn gieo trồng mà sắp xếp an bài đâu ra đó. Trừ phi bạn tu hành tốt thì mới có thể chuyển biến, thay đổi. Trong kinh Địa Tạng kể rất nhiều về các quỷ thần, mỗi vị đều có chức trách và nhiệm vụ riêng. Bất kể bạn tin hay không, họ vẫn tồn tại. Những người sát sinh ăn thịt, ngay lúc họ sinh con thì loài quỷ chuyên hút máu sẽ tìm đến ăn huyết dơ. Thế nên khi sản phụ bị âm khí tấn công, tất nhiên sức khỏe phải suy, mắc nhiều bệnh. Trẻ sinh ra do bị âm khí nên trong vòng 3 tuổi hay mắc bệnh khó nuôi. Chưa kể là đang còn trong tháng mà gia đình lo giết gà mổ cá, cho đây là thức ăn có đủ dinh dưỡng giúp tẩm bổ thân thể, mà họ hoàn toàn không biết rằng làm vậy chính là đang tạo ác, sẽ mắc nợ mạng vô lượng chúng sinh. Do không hiểu Phật Pháp, nên khi khởi tâm động niệm gì,
cũng đều là tội. Xin đừng hoài nghi câu văn nào trong Lương Hoàng Sám, cũng đừng cho rằng những câu chuyện tôi kể ghi ra đây là bịa đặt. Xin cam đoan những gì tôi đã viết trong Báo Ứng Hiện Đời và trong cuốn sách này, mỗi chuyện đều là người thực diệt thực hẳn hoi.